Matt Hay là tác giả người Anh. Cuốn tự truyện Những điều giữ tôi còn sống, Reasons to Stay Alive, của ông liên tục là bestseller, nằm trong top sách bán chạy 46 tuần liên tiếp tại Anh. Neil Gaiman nói về văn của Matt Hay: Hay hiểu thấu nhân tình thế thái, mặt tối và mặt sáng của nó, và anh ấy sử dụng hết thảy màu sắc để tạo nên những câu chuyện xuất sắc. Các tác phẩm khác: A Boy Called Christmas, The Red Lace, The Humans. Dành cho Andre. Cuốn sách này là một điều bất khả. 13 năm trước, tôi biết rằng điều này không thể nào xảy ra. Tôi sắp kết liễu cuộc đời cơ mà, rồi bạn sẽ biết, hoặc sẽ phát điên. Không đời nào tôi vẫn còn sống lúc này. Đôi lúc tôi còn không biết mình có cố được thêm 10 phút nữa hay không. Và cái ý nghĩ rằng tôi sẽ khá hơn, rồi đủ tự tin để viết về những điều thế này bằng cái giọng này, thật khác xa với những mường tượng của tôi. Một trong những triệu chứng chính của trầm cảm là không còn hy vọng, không có tương lai, không còn là một đường hầm có ánh sáng ở phía cuối, mà là đường hầm bị bịt kín hai đầu, còn bạn thì ở giữa. Thế nên nếu tôi có thể có chút ý niệm về tương lai, rằng phía trước sẽ có điều gì đó tươi sáng hơn mọi điều tôi từng trải qua, thì khi đó một đầu của đường hầm sẽ vỡ vụn và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Thế nên sự hiện diện của cuốn sách này chứng minh rằng chứng trầm cảm luôn dối lừa chúng ta. Trầm cảm khiến bạn nghĩ về những điều phi lý. Nhưng bản thân trầm cảm không phải là một lời dối trá. Đó là thứ thật nhất tôi từng trải qua. Đương nhiên, nó vô hình. Với nhiều người khác, đôi lúc nó có vẻ như vô hại. Bạn bước đi khắp nơi với cái đầu bốc cháy, nhưng chẳng ai nhìn thấy ngọn lửa. Và vì thế, bởi trầm cảm với đa số là vô hình và bí ẩn. Những lời dị nghị dễ dàng tồn tại. Những dị nghị đặc biệt gây hại tới những người trầm cảm bởi chúng ảnh hưởng đến tâm trí của đương sự, và trầm cảm thì rõ là một căn bệnh của tâm trí. Trong cơn trầm cảm, bạn thấy cô đơn, thấy rằng chẳng ai phải chịu đựng những điều bạn đang chịu đựng. Bạn sợ mình trông sẽ thật điên khùng nên giấu nhẹm tất cả vào bên trong. Bạn sợ mọi người sẽ ngày càng cô lập mình nên mím môi không chia sẻ. Điều này thật đáng tiếc, vì nói ra thì sẽ đỡ hơn đấy. Câu từ, ở dạng nói hay viết, luôn là điều kết nối chúng ta với thế giới. Vậy nên thổ lộ với người khác hay viết ra những chuyện này sẽ giúp ta kết nối với nhau, cũng như kết nối với chính bản thân mình. Tôi biết mà, chúng ta cũng chỉ là con người. Chúng ta là giống loài thích giữ kẻ, không như những loài khác. Chúng ta mặc quần áo và làm tình trong phòng kín. Chúng ta thường tủi hổ khi gặp chuyện thất bại. Nhưng rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua bằng cách thoải mái nói về nó, hoặc cũng có thể bằng cách đọc và viết về nó. Tôi tin như vậy. Cũng một phần nhờ đọc và viết mà tôi tìm được sự cứu rỗi khỏi bóng tối. Kể từ lúc nhận ra rằng trầm cảm lừa dối mình về tương lai, tôi đã muốn viết một cuốn sách về trải nghiệm của bản thân để đối đầu trực diện với trầm cảm và lo âu. Vậy nên cuốn sách này mong muốn làm được hai điều. Một là làm bớt đi những dị nghị, và hai là, có lẽ là một điều tham vọng viển vông, cố gắng thuyết phục mọi người rằng chúng ta không thể nào có được tầm nhìn rõ ràng nhất khi đang ở dưới đáy vực sâu. Tôi viết những điều này bởi đôi khi những điều sáo rỗng nhất vẫn chứa đựng những điều chân thực nhất. Thời gian chữa lành thương tổn. Thực sự vẫn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm, kể cả khi chúng ta chưa thể nhìn thấy. Trong cái rủi có cái may, thực sự là cách nghĩ mua hai được một. Ngôn từ, đôi lúc thôi, có thể cho bạn tự do. Lưu ý trước khi chúng ta lên đường. Tâm trí mỗi người là độc nhất, chúng cũng gục ngã theo những cách rất riêng. Tâm trí tôi lụi đi theo một cách hơi khác so với tâm trí những người khác. Trải nghiệm của ta có thể phần nào trùng lặp với của người khác, nhưng chúng không bao giờ là những trải nghiệm giống y hệt nhau. Những cái mác chung chung như trầm cảm và lo âu, rồi chứng rối loạn căng thẳng,
rồi còn cả chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD cũng hữu dụng, nhưng chỉ khi ta công nhận rằng không phải ai cũng có chính xác những trải nghiệm như thế. Trầm cảm được mọi người nhìn nhận khác nhau, nỗi đau được cảm thấy bằng những cách khác nhau, với những mức độ khác nhau, và khơi dậy những phản ứng khác nhau. Ý tôi muốn nói là, nếu chỉ những cuốn sách truyền đạt chính xác trải nghiệm của ta về thế giới mới được coi là có ích, vậy thì những cuốn sách duy nhất đáng đọc ắt hẳn phải do chính ta tự viết ra. Không có đúng hay sai khi nói về nguyên do mắc trầm cảm, hay bị rối loạn hoảng sợ, hay khi cảm thấy muốn tự sát. Chúng cứ là thế thôi. Sự khốn khổ cũng như yoga không phải là một môn thể thao thi đấu. Nhưng tôi đã thấy mình được an ủi sau bao năm đọc về những người đã và đang chịu đựng, sống sót và vượt qua cơn bỉ cực. Điều ấy đem lại cho tôi hy vọng. Tôi hy vọng cuốn sách này cũng có thể làm được điều tương tự. Phần 1. Rơi. Cuối cùng thì một người vẫn cần nhiều can đảm để sống hơn là để tự kết liễu đời mình. Albert Camus, Một cái chết hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày con người cũ của mình chết đi. Chuyện bắt đầu với một ý nghĩ, có điều gì đó đã chệch đường. Đó là điểm khởi đầu. Trước khi tôi nhận ra đó là gì, và sau đó, dường như chỉ sau một giây, trong đầu tôi xuất hiện một xúc cảm lạ lùng. Một phản ứng sinh học nào đó diễn ra phía sau hộp sọ của tôi, không cách xa phần gáy là bao, ở tiểu não. Những nhịp đập chập chờn và dữ dội, cứ như có một chú bướm bị kẹt trong ấy, hòa với một cảm giác gai gai lan tỏa. Khi ấy tôi vẫn chưa biết đến những ảnh hưởng lạ lùng tới thể chất mà chứng trầm cảm và lo âu có thể tạo ra. Tôi chỉ nghĩ là tôi sắp chết rồi. Và rồi trái tim tôi buông lơi. Rồi tôi cũng buông lơi. Tôi chìm xuống, nhanh chóng rơi vào một nỗi sợ kinh hoàng, một hiện thực ngạt thở. Và phải đến hơn một năm sau, tôi mới có thể cảm thấy khá hơn, dù chỉ được một nửa bình thường so với trước. Cho tới lúc ấy, tôi vẫn chưa có hiểu biết hay nhận thức cụ thể nào về trầm cảm, trừ việc biết rằng mẹ tôi cũng đã chịu đựng điều tương tự chỉ sau khi sinh tôi một thời gian, rằng bà cố nội của tôi đã tự kết liễu đời mình. Vậy nên tôi chỉ biết gia đình mình có một quá khứ buồn, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều về nó. Dù sao thì lúc ấy tôi mới 24. Tôi sống ở Tây Ban Nha, tại một nơi yên bình và đẹp đẽ nhất của đảo Ibiza. Khi ấy là tháng 9. Trong 2 tuần tới, tôi sẽ phải quay về London, về với hiện thực. Sau 6 năm sống đời sinh viên với những công việc mùa hè, tôi đã trì hoãn việc làm người trưởng thành lâu nhất có thể rồi, đến nỗi chúng dồn đống thành một đám mây xám xịt. Đám mây đang mang sấm chớp và mưa giông đổ xuống đầu tôi. Điều kỳ quặc nhất về tâm trí con người ấy là bạn có thể đang nung nấu những ý chí căng thẳng nhất trong đầu mà không một ai nhìn thấy chúng. Thế gian không màng đến. Hai đồng tử của bạn có thể giãn ra. Bạn bắt đầu ăn nói lộn xộn. Da bạn bóng nhảy mồ hôi. Nhưng không đời nào có chuyện người khác biết được tôi đang cảm thấy thế nào nếu nhìn vào tôi lúc ấy. Không đời nào họ hiểu được địa ngục kỳ quái tôi đang phải trải qua, hay vì sao cái chết được coi như một ý tưởng cực kỳ xuất sắc. Tôi nằm trên giường 3 ngày liền, mà tôi đâu có ngủ. Andra, bạn gái tôi, vào phòng, mang theo nước và hoa quả từng đợt, nhưng tôi chẳng ăn được mấy. Cửa sổ được mở toang để mời gọi không khí trong lành, nhưng căn phòng vẫn yên ắng và oi nóng. Tôi vẫn còn nhớ rõ sự ngỡ ngàng của bản thân khi biết mình vẫn còn sống. Tôi biết là nghe hơi bi kịch quá mức, nhưng trầm cảm và lo âu có cho bạn gì đâu ngoài những suy nghĩ bi kịch để chơi cùng. Dù sao thì cũng không có gì giải tỏa được. Tôi muốn chết. Không, nói thế cũng không phải lắm. Không phải tôi muốn chết, mà là tôi không còn muốn sống. Cái chết vẫn là điều gì đó khiến tôi sợ. Và cái chết chỉ xảy ra với những người đang sống. Chắc chắn có nhiều người còn chưa bao giờ sống trên đời. Tôi muốn được như họ. Cái điều ước kinh điển xưa cũ ấy. Tôi ước mình chưa bao giờ được sinh ra. Tôi ước mình là một trong 300 triệu con tinh trùng không về được đích.
Được bình thường quả là một đặc ân. Chúng ta đều bước đi trên những sợi dây vô hình mà ta hoàn toàn có thể sảy chân trong tích tắc, để rồi phải đối mặt với tất cả những nỗi kinh hoàng hiện sinh chủ yếu nằm trong tâm trí ta. Căn phòng của tôi chẳng có gì nhiều, chỉ có chiếc giường trải ga trắng trơn và những bức tường cũng trắng. Hình như có một bức ảnh treo trên tường, nhưng tôi không chắc. Thực ra tôi chẳng nhớ nổi có bức ảnh nào không. Có một cuốn sách cạnh giường, tôi cầm nó lên rồi lại đặt xuống. Tôi còn chẳng tập trung nổi đến một giây để đọc. Tôi chẳng thể nào thể hiện được hết trải nghiệm này bằng từ ngữ, bởi nó nằm ngoài những gì ngôn từ có thể nói. Thực ra là tôi không thể nói về nó rành mạch. Ngôn từ bỗng trở nên không còn quan trọng khi đặt cạnh nỗi đau này. Tôi nhớ mình còn lo lắng về cô em gái Phoebe. Em đang ở Úc. Tôi lo rằng em ấy, người thân cận nhất với tôi về dòng máu, cũng sẽ cảm thấy điều tôi đang cảm thấy. Tôi muốn nói chuyện với em, nhưng biết rằng không thể. Khi chúng tôi còn nhỏ và sống trong ngôi nhà ở Nottinghamshire, cả hai đã thiết lập một hệ thống giao tiếp với nhau bằng cách gõ lên bức tường ngăn giữa hai căn phòng ngủ. Giờ thì tôi gõ lên bề mặt chiếc đệm đang nằm, tưởng tượng rằng em có thể nghe thấy tôi từ phía bên kia thế giới. Cộc, cộc, cộc. Lúc ấy, tôi chưa biết được những thuật ngữ như trầm cảm hay rối loạn lo âu. Trong sự ngây thơ đáng cười của tôi thực không nghĩ rằng điều tôi đang trải qua là thứ mà người khác cũng từng biết đến. Bởi nó quá xa lạ với tôi, nên tôi nghĩ nó hẳn cũng xa lạ với cả loài người. Andrea, anh sợ lắm. Không sao đâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Em không biết nữa, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Anh không hiểu tại sao điều này có thể xảy ra nữa. Vào ngày thứ ba, tôi rời khỏi phòng, rồi rời khỏi căn biệt thự. Tôi đi ra ngoài để tự kết liễu đời mình. Vì sao thật khó để hiểu về trầm cảm? Nó vô hình. Nó không đơn giản là cảm thấy buồn. Nếu nói thế là nhầm từ rồi. Từ trầm cảm khiến tôi nghĩ đến một chiếc lốp xe bị xì hết hơi, một thứ gì đó xẹp lép và nằm ì ra đó. Nếu trầm cảm mà không có thêm lo âu thì có khi trông sẽ giống như thế. Nhưng trầm cảm kèm theo sợ hãi thì không phải thứ gì nhăn nhúm hết hơi hay bất động. Nhà thơ Melissa Broder đã từng đăng trên Twitter như sau: kẻ ngớ ngẩn nào lại gọi nó là trầm cảm, mà không phải là hàng trăm con dơi đang sống trong lồng ngực tôi. Và chúng khá là đông đúc đấy. Tái bút, tôi thấy cả một bóng đen kìa. Vào những lúc tệ nhất, bạn thấy mình ước ao trong vô vọng được chịu đựng một nỗi đau khác, bất kỳ cơn đau thể xác nào. Bởi không như xác thịt, tâm trí không tồn tại giới hạn, và sự hành hạ về tinh thần khi xảy đến cũng trở nên vô hạn. Bạn có thể có lúc hạnh phúc khi là một người trầm cảm, cũng như một kẻ nghiện rượu vẫn có lúc tỉnh táo. Cơn trầm cảm không phải lúc nào cũng có nguyên nhân nhãn tiền. Nó có thể nhắm đến bất kỳ ai: triệu phú, người có mái tóc đẹp, người có hôn nhân hạnh phúc, người vừa được thăng chức, người vừa biết nhảy tap dance, vừa làm được mấy trò ảo thuật với bài tây và còn chơi được cả guitar, người có lỗ chân lông hơi dễ nhìn thấy một tẹo, người thường phô diễn hạnh phúc trên mạng xã hội. Những người mà nếu nhìn từ bên ngoài chẳng có lý do gì để mà khốn khổ. Đây vẫn là điều bí ẩn, ngay cả với những người đang phải chịu đựng cơn đau này. Một quang cảnh đẹp. Ánh mặt trời thật chói chang. Trong không khí có mùi gỗ thông và biển cả. Biển thì ở ngay kia, phía dưới là vách đá, và mép vách đá chỉ cách có vài bước chân. Tôi chắc là không đến hơn 20 bước. Dự tính duy nhất trong tôi lúc ấy là bước 21 bước về hướng đó. Tôi muốn chết. Có một chú thằn lằn ở gần chân tôi, một chú thằn lằn thật hẳn hoi. Tôi hơi cảm thấy mình bị phán xét. Vấn đề là tụi thằn lằn không tự sát, chúng là những kẻ muốn sinh tồn. Nếu bị ngắt đuôi thì chúng sẽ mọc ra cái khác. Chúng chẳng phải những kẻ ủ rũ, chúng không bị trầm cảm, chúng cứ tiếp tục sống,
Cho dù vùng đất ấy có khó sống như thế nào, tôi muốn, cực kỳ muốn được là chú thằng làng kia. Ngôi biệt thự ở phía sau tôi, nơi đẹp nhất tôi từng sống. Phía trước tôi là quang cảnh rực rỡ nhất tôi từng thấy. Biển Địa Trung Hải lấp lánh bàn bạc, trông như một tấm khăn trải bàn màu ngọc lam được đính những viên kim cương bé xíu, rồi viền bằng những đường nét hùng vĩ của vách đá vôi và đường bờ biển mảnh mai, gần như trắng tinh trong quên lãng. Cảnh tượng này trùng khích với định nghĩa của hầu hết mọi người về cái đẹp. Thế mà, cảnh tượng đẹp đẽ bậc nhất trên thế giới cũng không thể ngăn tôi khỏi mong muốn tự kết liễu chính mình. Hơn một năm trước, tôi đã đọc khá nhiều sách của Michel Foucault. Khi đang học thạc sĩ, tôi đã đọc kha khá cuốn Điên cuồng và phi lý tính. Cuốn sách cho rằng sự điên cuồng nên được cho phép, rằng xã hội đầy lo sợ và đàn áp này vẫn gán cái mác bệnh tật lên những người khác biệt. Nhưng đó là một căn bệnh. Đó không chỉ là một ý nghĩ điên điên, cũng chẳng phải ngây ngốc. Không phải vì đọc Borges hay nghe nhạc Captain Beefheart, hay chơi thuốc hay ảo giác về một thanh sô-cô-la Mars khổng lồ. Đó là nỗi đau. Tôi cũng từng có lúc ổn, nhưng bây giờ, ngay lúc này, tự dưng lại không ổn nữa. Tôi không cảm thấy ổn. Vậy là tôi bệnh rồi. Có là lỗi của xã hội hay khoa học cũng không quan trọng. Tôi đơn giản là không thể cảm thấy như thế này thêm một giây nào nữa. Tôi phải tự kết liễu mình. Tôi định sẽ làm vậy. Trong khi bạn gái tôi vẫn ở trong căn biệt thự, không hay biết gì, cứ nghĩ rằng tôi chỉ cần ra hít thở không khí bên ngoài một chút. Tôi bước đi, đếm những bước chân của mình, rồi lại vụt mất con số ấy khi tâm trí tôi vụn vỡ khắp xung quanh. Đừng có hèn thế, tôi tự nói với mình. Hoặc tôi nghĩ là tôi đã tự nói thế với mình. Đừng có hèn thế. Chú thích: Michel Foucault là một trong những triết gia hiện đại nổi tiếng của Pháp, Madness and Civilization, xuất bản lần đầu năm 1961, là cuốn sách giúp ông trở nên nổi tiếng. Tất cả chú thích trong sách đều của người dịch hoặc ban biên tập. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả nổi tiếng người Argentina. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latin. Don Van Vliet là một nhạc sĩ, ca sĩ được biết đến nhiều nhất với nghệ danh Captain Beefheart. Các tác phẩm âm nhạc của ông được sáng tác với một tập hợp các nhạc sĩ gọi chung là The Magic Band. Với họ, ông đã làm 13 album phòng thu. Rồi tôi cũng bước được đến mép vách đá. Tôi có thể loại bỏ cảm giác trong tôi lúc này bằng cách chỉ bước thêm một bước nữa thôi. Dễ dàng đến nực cười. Một bước chân so với nỗi đau phải sống. Giờ thì nghe này, nếu bạn từng tin rằng một người trầm cảm muốn được hạnh phúc thì bạn đã nhầm to rồi. Họ thậm chí chẳng buồn quan tâm đến một điều xa xỉ như hạnh phúc. Họ chỉ muốn được thấy nỗi đau biến mất, để trốn chạy một tâm trí đang bị thiêu đốt, nơi những ý nghĩ bùng cháy và bốc khói hệt như những món đồ cũ bị thiêu rụi, để được bình thường. Hoặc nếu như bình thường là bất khả thi, thì họ cũng mong được trống rỗng. Và cách duy nhất cho tôi sự trống rỗng ấy là phải ngừng sống. 1 - 1 = 0. Nhưng thực ra điều ấy không hề đơn giản. Điều kỳ quặc về trầm cảm ấy là dù ý nghĩ tự tử trong bạn xuất hiện nhiều thêm, nỗi sợ cái chết vẫn còn vẹn nguyên. Khác biệt duy nhất là nỗi đau phải sống sẽ nhanh chóng được giảm thiểu. Thế nên khi nghe được chuyện ai đó tự kết liễu đời họ, quan trọng là bạn hãy hiểu cho họ không bớt sợ chết hơn khi làm thế đâu. Đó không phải một lựa chọn về mặt đạo đức. Xem xét chuyện này dựa trên khía cạnh đạo đức thôi đã là hiểu nhầm rồi. Tôi đứng đó một lúc lâu, triệu hồi dũng khí để chết, và rồi lại triệu hồi dũng khí để sống. Tồn tại, không tồn tại. Cái chết đang ở ngay kia, rất gần. Thêm một lạn kinh hãi thôi là cán cân sẽ nghiêng về một phía. Có thể ở một vũ trụ nào khác, tôi đã bước thêm một bước chân, nhưng không phải ở vũ trụ này. Tôi có mẹ và cha, một cô em gái và một cô bạn gái. Có tới 4 người yêu thương tôi ở đó. Tôi mong ước điên rồ vào thời khắc ấy, rằng giá như đừng ai thương yêu tôi hết,
không một ai cả. Tình yêu trói buộc tôi lại chốn này, và họ không biết về điều đang xảy ra, cũng như đầu tôi nghĩ gì. Biết đâu nếu chỉ ở trong tâm trí tôi 10 phút thôi, thì họ sẽ nghĩ, thôi được rồi, thực sự đấy, con cứ nhảy đi, không đời nào con nên chịu đựng đau đớn nhường này. Hãy chạy và nhảy xuống, và cứ làm thế với đôi mắt nhắm nghiền. Ý ta là, nếu con đang bị ngọn lửa thiêu đốt, thì ta sẽ trùm lên người con một tấm chăn để dập. Nhưng đằng này ngọn lửa lại vô hình, chúng ta chẳng làm được gì cho con hết. Nên hãy nhảy xuống đi, hoặc đưa ta một khẩu súng, rồi ta sẽ bắn con giùm cho. Một cái chết nhân đạo. Nhưng đương nhiên sự tình không diễn ra như thế. Nếu bạn bị trầm cảm, thì nỗi đau của bạn vô hình. Với lại, thành thật mà nói, tôi cũng sợ. Nếu tôi không chết được thì sao? Nếu tôi chỉ nằm đó bại liệt và bị giam cầm trong tình cảnh này, lại còn bất động, mãi mãi thì sao? Tôi nghĩ cuộc sống luôn mang đến những lý do ngăn ta không chết, nếu chúng ta lắng nghe đủ kỹ càng. Những lý do này có thể xuất phát từ quá khứ, có thể từ người nuôi dưỡng chúng ta, hay bạn bè và người yêu, hoặc đến từ tương lai, những cơ hội đã bị chính chúng ta tiêu trừ. Và vì thế mà tôi vẫn tiếp tục sống. Tôi quay lại về hướng ngôi biệt thự và nôn thốc nôn tháo sau cơn căng thẳng đến từ bao chuyện. Một cuộc hội thoại vượt thời gian, phần 1. Tôi trước đây, tôi muốn chết, tôi bây giờ. Ừ thì cậu không định làm thế đâu. Tôi trước đây, thế thì tệ quá. Tôi bây giờ, đâu có, thế là tuyệt mà, tin tôi đi. Tôi trước đây, chỉ là tôi không thể quen nổi với nỗi đau này. Tôi bây giờ, tôi biết rồi, nhưng cậu vẫn sẽ phải làm thế thôi. Điều ấy xứng đáng để cố gắng. Tôi trước đây, tại sao mọi thứ trong tương lai sẽ hoàn hảo à? Tôi bây giờ, không, đương nhiên rồi. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, và tôi vẫn bị trầm cảm lúc này hay lúc khác. Nhưng tôi ở giai đoạn khá hơn rồi. Nỗi đau không còn quá đáng như trước. Tôi đã biết được mình là ai. Tôi hạnh phúc. Ngay lúc này đây, tôi thấy hạnh phúc. Cơn bão rồi sẽ qua. Tin tôi đi. Tôi trước đây, tôi không tin cậu được. Tôi bây giờ, tại sao? Tôi trước đây, cậu đến từ tương lai, và tôi thì không có cái gọi là tương lai. Tôi bây giờ, tôi vừa nói với cậu. Thuốc thang. Đã vài ngày nay tôi không ăn uống ra hồn. Tôi chẳng để tâm đến cơn đói, vì hết thảy những điều điên rồ khác đang xảy ra với cơ thể và trí não tôi. Andrea nói rằng tôi cần phải ăn đi. Em tới tủ lạnh và lấy ra một hộp súp cà chua gazpacho Don Simon. Ở Tây Ban Nha, người ta bán súp này phổ biến như nước ép hoa quả. Uống đi anh, em nói, mở nắp và đưa cho tôi. Tôi nhấp một ngụm. Khoảnh khắc nếm miếng đầu tiên cũng là lúc tôi nhận ra mình đói như thế nào, nên tôi cứ thế nuốt thêm vài miếng. Chắc tôi cũng ăn được chừng nửa hộp trước khi ra ngoài và lại nôn ra tiếp. Phải thừa nhận là bị nôn sau khi uống súp gazpacho Don Simon không thể được coi là dấu hiệu rõ rành rành của bệnh tật. Nhưng Andrea không chịu bỏ qua. Trời ơi, em nói, mình phải đi thôi. Đi đâu? Tôi hỏi. Tới trung tâm y tế. Người ta sẽ bắt anh uống thuốc. Tôi nói, anh không uống thuốc được đâu. Matt, anh cần uống thuốc. Tình trạng của anh bây giờ không còn là lúc được chọn uống hay không nữa rồi. Ta đi nhé. Tôi có đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu phía trên, nhưng tôi không nhớ là nó có phải câu hỏi hay không. Tôi không biết tôi đã trả lời thế nào, nhưng tôi nhớ là chúng tôi đã đi đến trung tâm y tế, và ở đó tôi được kê thuốc. Ông bác sĩ xem xét hai bàn tay tôi, chúng run cầm cập. Cơn hoảng loạn của anh đã kéo dài bao lâu? Tôi thấy nó chưa dứt hẳn, tim tôi vẫn đập liên hồi, tôi cảm thấy kỳ lạ lắm. Từ kỳ lạ không tài nào truyền tải hết ý nghĩa. Dù sao tôi cũng không thấy cần phải thêm thắt vào, chỉ việc nói thôi cũng phải huy động toàn bộ sức lực.
Đó là adrenaline. Thế thôi, cậu hô hấp thế nào? Có bị thở gấp không? Không, chỉ có tim tôi đập nhanh thôi. Ý tôi là nhịp thở của tôi nó kỳ lạ, nhưng tôi thấy trong người cái gì cũng lạ hết. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, ông ấy kiểm tra bằng tay, hai ngón tay đè trên ngực tôi. Tôi thấy ông không mỉm cười nữa. Cậu có dùng chất kích thích không? Không. Thế đã dùng bao giờ chưa? Trong đời đã từng, trong tuần này thì không, nhưng tôi uống khá nhiều. Chú thích: adrenaline là hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi ta sợ hãi, tức giận hay thích thú. Vale, vale, vale. Ông ấy nói, cậu cần diazepam, liều cao nhất, thứ nặng nhất tôi có thể kê cho cậu. Ở quốc gia mà bạn có thể mua thuốc an thần diazepam thoải mái ở quầy thuốc, như thể nó là paracetamol hay ibuprofen, đây quả là một câu nói hiếm thấy của bác sĩ. Thứ này sẽ chữa được cho cậu, tôi xin hứa. Tôi nằm đó và tưởng tượng những viên thuốc đang có tác dụng. Trong chốc lát, cơn hoảng loạn hạ xuống, trở thành một cơn lo âu nặng nề. Nhưng cảm giác của sự thả lỏng nhất thời còn khơi dậy nhiều hoảng loạn hơn. Nó ập đến như một cơn lũ. Tôi cảm thấy mọi thứ bị cuốn trôi khỏi mình, như khi nhân vật Brody ngồi trên bờ biển trong phim Hàm Cá Mập và nghĩ rằng anh ta nhìn thấy bọn cá hung thần. Tôi nằm đó trên sofa, nhưng cảm thấy thực sự bị cuốn trôi, như thể có gì đó đẩy tôi lướt xa ra khỏi hiện thực. Chú thích: vale, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ok. Diazepam lần đầu tiên đưa ra thị trường với tên gọi Valium, là một loại thuốc của dòng benzodiazepine, thuốc thường có tác dụng an thần. Ibuprofen, các loại thuốc giảm đau. Kẻ giết người. Tự sát hiện đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở một số nước, bao gồm cả Anh và Mỹ. Cứ 100 người chết thì có hơn 1 người là do tự sát. Theo con số của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số người chết vì tự tử còn nhiều hơn số người chết vì ung thư dạ dày, xơ gan, ung thư đại tràng, ung thư vú và Alzheimer. Vì số người tự sát mắc trầm cảm cũng nhiều, nên có thể coi như trầm cảm là một trong những chứng bệnh nguy hại nhất trên trái đất. Nó giết nhiều người hơn tất cả những hình thái bạo lực khác cộng lại: chiến tranh, khủng bố, bạo hành gia đình, cưỡng bức, xả súng. Ngạc nhiên hơn cả, bệnh lý trầm cảm là thứ tồi tệ khiến người bệnh tự kết liễu vì chính nó, theo cách mà những căn bệnh khác không thể làm được. Thế mà người ta vẫn không nghĩ rằng trầm cảm thực sự tệ đến thế. Nếu họ ý thức được sự khủng khiếp của nó, họ đã không nói những lời cay đắng như vậy. Điều người ta nói với người trầm cảm mà không nói trong những tình cảnh tương tự: thôi đi, tôi biết cậu bị lao phổi, nhưng thế là còn may đấy, ít nhất thì cũng không chết được đâu. Tại sao cô cứ nghĩ là cô bị ung thư dạ dày chứ? Ừ, tớ biết mà, ung thư trực tràng thì khổ lắm, nhưng đằng ấy còn muốn thử sống chung với người bị bệnh đấy cơ à. Xì, ác mộng. Ồ, anh vừa nhắc đến Alzheimer à? Ôi, tưởng gì, tôi bị suốt. À, viêm màng não à? Thôi nào, sướng khổ tại tâm mà. Được rồi, chân anh thì lúc nào chẳng cháy, nhưng cứ nói hoài về chuyện đó suốt ngày thì cũng chẳng ích gì, phải không? Được rồi, ừ, tôi biết là lúc này anh nhảy thì dù không bung ra được, nhưng cứ ngẩng cao đầu sống đi nào. Giả dược tiêu cực. Chú thích: giả dược, một loại thuốc hay phương pháp điều trị không có hiệu quả sinh lý trên người bệnh, thường được dùng làm hiệu ứng tâm lý để trấn an người bệnh. Thuốc men đối với tôi không có tác dụng. Tôi nghĩ một phần lỗi là ở tôi. Trong chương trình Bad Science, Ben Goldrace đã chỉ ra rằng bạn là đối tượng phản ứng với giả dược. Cơ thể bạn chơi khăm tâm trí, đừng dại mà tin chính mình. Điều này là sự thực, và nó có tác dụng cả hai chiều. Trong suốt khoảng thời gian tồi tệ nhất, khi trầm cảm chung sống với chứng rối loạn hoảng sợ 24/7, điều gì cũng khiến tôi hoảng loạn. Tôi từng, theo nghĩa đen luôn, sợ chính cái bóng của mình.
Nếu nhìn vào một vật thể đủ lâu, dù là đôi giày, một chiếc gối, một đám mây, tôi sẽ mường tượng ra mấy thứ tà ma trong ấy. Một thế lực tiêu cực, mà nếu tôi sống trong một thế kỷ cổ xưa và huyền hoặc hơn, tôi sẽ phiên dịch ra ngay là ác quỷ. Nhưng điều tôi sợ nhất khi ấy lại là thuốc thang hay bất cứ điều gì, đồ uống có cồn, thiếu ngủ, mấy chuyện đột ngột, ngay cả massage, khiến tâm trạng tôi thay đổi. Sau đó, tôi thường mê man bia rượu trong suốt những cơn bộc phát âu lo dạng nhẹ. Sự bao bọc êm ấm của hiện sinh dễ chịu đến độ ta sẽ quên hết những khó chịu sẽ xảy đến sau cơn say. Sau những cuộc họp quan trọng, tôi sẽ tới quán bar một mình, uống cho qua buổi chiều và thường xuýt soát lỡ chuyến tàu cuối về nhà. Nhưng tính đến năm 1999 thì đã vài năm tôi không rơi vào tình trạng bất định thường thấy trước đó. Thật là tréo ngoe lạ lùng khi trong suốt quãng thời gian tôi thực sự cần tâm trí khá hơn, tôi lại không muốn chủ động can thiệp vào tâm trí. Không phải vì tôi không muốn được khỏe trở lại, mà bởi tôi không thực sự tin rằng chuyện đó khả thi. Rơi vào tình trạng tệ hơn còn khả thi hơn nhiều, mà tệ đi thì đáng sợ lắm. Thế nên tôi nghĩ một phần của vấn đề là hiệu ứng giả dược trái ngược đã diễn ra. Tôi uống diazepam và lập tức hoảng loạn. Cơn hoảng loạn càng lúc càng dâng lên, ngay từ lúc tôi còn chưa kịp cảm thấy tác dụng của thuốc, cho dù có là tác dụng tốt đi chăng nữa. Nhiều tháng sau đó, chuyện tương tự xảy ra khi tôi bắt đầu uống St. John's Wort. Chú thích, tức cây ban Âu, một loại thảo dược có hoa vàng được dùng để pha trà, làm thuốc viên hay thuốc mỡ để điều trị nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm rối loạn tinh thần, đau dây thần kinh và sốt rét. Ngày nay, St. John's Wort được sử dụng nhiều nhất để điều trị trầm cảm. Thi thoảng cũng bị khi uống ibuprofen. Thế thì rõ ràng là không phải tại diazepam mà tôi bị thế. Và diazepam cũng không phải loại thuốc có dược tính mạnh gì cho cam so với nhiều loại thuốc ngoài kia. Dù vậy, cảm giác và mức độ mất kết nối khi uống diazepam không chỉ có ở tôi mà còn xuất hiện ở một số người dùng khác. Vậy nên tôi nghĩ chính loại thuốc này, trong trường hợp của tôi, cũng phần nào gây ra vấn đề. Tắm mưa không cần ô. Thuốc men là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn, không chỉ với người mắc trầm cảm hay người đứng đầu một hãng dược phẩm, mà còn với toàn xã hội. Nó nhấn mạnh suy nghĩ đã được đóng vào đầu chúng ta bởi hàng trăm ngàn quảng cáo trên truyền hình, rằng mọi thứ có thể được giải quyết bằng tiêu thụ vật chất. Nó dung dưỡng lối tiếp cận cứ im mồm và uống thuốc đi, tạo ra chia rẽ ta và họ, và thứ giúp mọi người có thể thả lỏng và cảm thấy phi lý. Phải mượn từ yêu thích của Michel Foucault, là được dung dưỡng an toàn trong một xã hội đòi hỏi người ta phải bình ổn, dù nó luôn làm người ta phát rồ lên. Nhưng thuốc chống trầm cảm và chống lo âu vẫn khiến tôi ngập tràn sợ hãi. Chẳng có ích gì khi mà những cái tên Fluoxetine, Venlafaxine, Propranolol, Zopiclone cứ giống như tên một nhân vật phản diện trong truyện viễn tưởng vậy. Thứ thuốc duy nhất từng cho tôi cảm thấy khá hơn chút đỉnh là thuốc ngủ. Tôi chỉ có một hộp loại này vì mua nó từ hồi ở Tây Ban Nha, nơi có các dược sĩ mặc áo khoác trắng rất đáng tin và nói cứ như thể họ là bác sĩ. Tên thuốc tôi uống hình như là Dormitina. Chúng không làm tôi ngủ được, nhưng cũng giúp tôi thức mà không thấy sợ hãi. Hoặc chúng giúp tôi giữ khoảng cách với những nỗi sợ. Nhưng tôi cũng biết rằng chúng rất dễ gây nghiện, và nỗi sợ không được uống chúng nữa nhanh chóng che khuất nỗi sợ phải uống chúng. Những viên thuốc ngủ giúp tôi đủ ổn định để trở về nhà. Tôi có thể nhớ được ngày cuối cùng ở Tây Ban Nha. Khi ấy tôi ngồi ở bàn, không nói gì cả, trong lúc Andrea giải thích sự tình cho Andy và Don, những người đã thuê chúng tôi làm việc và thậm chí là ở cùng. Đây là căn biệt thự của họ, nhưng họ rất ít khi đến. Rằng chúng tôi sẽ trở về nhà. Andy và Don đều là người tốt. Tôi quý họ. Họ lớn hơn tôi và Andre vài tuổi, nhưng luôn rất thân thiện. Họ là chủ bữa tiệc lớn nhất ở Ibiza, Money Mission. Đầu tiên đó chỉ là đêm vui nho nhỏ cho giới đồng tính ở Manchester. Sau vài năm đã phát triển dần thành một dạng như Studio 54 của vùng địa Trung Hải. Chú thích: từng là một hộp đêm vô cùng nổi tiếng tại New York vào những năm 70-80 của thế kỷ trước.
hiện nơi này là một nhà hát Broadway. Vào năm 1999, đó là tâm chấn của văn hóa ba sàng, một thỏi nam châm thu hút những gương mặt như Kate Moss, Jay Jagger, Irvin Welsh, Jean-Paul Gaultier, nhóm Happy Mondays, Fat Boy Slim và hàng ngàn dân chơi khác ở châu Âu. Từng có lúc, nơi này tựa như thiên đường. Nhưng giờ đây khi nghĩ đến chừng ấy thứ nhạc, chừng đấy dân chơi thì lại không khác gì một cơn ác mộng. Nhưng Andy và Don không muốn Andre ra đi. Sao đằng ấy không ở lại? Matt sẽ ok thôi, ảnh trông ổn mà. Anh ấy không ổn đâu, Andre đáp. Anh ấy ốm rồi. Tôi không phải. Đương nhiên là theo tiêu chuẩn ở Ibiza, một kẻ nghiện ngập. Tôi từng là kẻ nghiện rượu, mãi mãi là một cậu sinh viên tôn thờ Bukowski, dành quãng thời gian trên đảo để ngồi dưới nắng bán vé chiếu phim ngoài trời trong khi đọc những cuốn tiểu thuyết ba xu. Chú thích: Charles Bukowski là nhà thơ, nhà văn người Mỹ gốc Đức. Ông cũng là một người nghiện rượu. Trong khoảng thời gian làm công việc bán vé, tôi đã làm bạn với ảo thuật gia tên Carl. Cậu ta cho tôi mấy cuốn tiểu thuyết John Grisham để đổi lấy sách của Margaret Atwood và Nietzsche, và xỉn quắc cần câu. Dù vậy, tôi vẫn ước mong mãnh liệt rằng mình chưa từng uống thứ gì mạnh hơn một cốc cà phê trong đời. Tự dưng tôi ước mình chưa từng uống say hết từng ấy chai Vinasol và từng ấy ly vodka chanh trong tháng vừa rồi, cũng như mong sao đã ăn vài bữa sáng hẳn hoi hay ngủ đủ hơn một chút. Trong ảnh có bệnh đâu. Trên mặt Don vẫn còn dính những hạt kim tuyến lấp lánh đâu đó từ bữa ăn chơi đêm trước. Những hạt kim tuyến làm tôi thấy bứt rứt. Tôi xin lỗi, tôi yếu ớt nói, ước sao mình mắc một căn bệnh có biểu hiện bên ngoài rõ rệt hơn. Cảm giác tội lỗi thổi vào tôi như một cây búa. Tôi uống thêm một viên thuốc ngủ và sau đó là liều diazepam buổi chiều, rồi chúng tôi đi tới sân bay. Cuộc vui đã kết thúc. Tôi chưa từng cảm thấy được chữa lành chút nào trong khoảng thời gian dùng diazepam hay thuốc ngủ. Vẫn cứ ốm sâu ủ dột như thế. Tác dụng lớn nhất của những viên thuốc, tôi đoán, ấy là tạo ra chút khoảng cách giữa tôi và những âu lo. Những viên thuốc ngủ buộc não tôi chậm chạp lại một chút, nhưng tôi biết là chẳng có gì khác biệt xảy ra. Giống như vài năm sau đó khi tôi uống rượu bia trở lại, tôi thường đối phó với những cơn lo âu con bằng cách uống say, dù luôn biết rõ rằng điều ấy sẽ đến cùng dư vị tàn tệ của cơn say. Tôi ngần ngại việc ra mặt phản đối sử dụng thuốc, bởi tôi biết thuốc vẫn có tác dụng với nhiều người. Trong một số trường hợp, thuốc tích cực giảm thiểu nỗi đau, từ đó giúp tình trạng tâm lý khá hơn. Trong những trường hợp khác, thuốc phần nào đem lại giải pháp lâu bền. Nhiều người phụ thuộc vào chúng. Trong trường hợp của tôi, sau những cơn hoảng loạn mất định hướng từ diazepam, tôi sợ đến mức gần như không bao giờ dám dùng trực tiếp một loại thuốc trị trầm cảm nào, chưa nói đến các chứng hoảng sợ và lo âu. Cá nhân tôi thấy vui vì gần như đã hàn gắn được bản thân mà không phụ thuộc vào thuốc men, và tôi cảm thấy trải qua cơn đau mà không dùng đến bất cứ loại giảm đau nào đồng nghĩa với việc tôi sẽ hiểu rất rõ nỗi đau của mình, cũng như trở nên cảnh giác hơn trước những biến động trồi sụp nhỏ nhặt nhất trong tâm trí. Dù đôi khi tôi vẫn tự hỏi, nếu tôi có dũng khí vượt qua được nỗi sợ thuốc men, có khi nào nỗi đau cũng được làm dịu bớt? Đó là những cơn đau đớn liên tục, không ngừng nghỉ, mà chỉ cần nghĩ đến vào lúc này thôi cũng đủ làm tôi khó thở và tim như ngừng đập. Tôi nghĩ đến cảnh ngồi ở ghế sau xe hơi, rồi bị một cơn sợ hãi nặng trịch nhấn chìm. Tôi phải nhổm lên khỏi ghế, đỉnh đầu chạm trần xe, cả cơ thể cố gắng giãy giụa muốn thoát ra khỏi chính nó, da dẻ râm ran, đầu quay mòng mòng nhanh hơn cả khung cảnh tăm tối xung quanh. Nếu không phải biết đến kiểu sợ hãi như thế thì tốt biết bao. Và nếu có một viên thuốc có thể có tác dụng đẩy lùi, tôi hẳn đã uống. Nếu tôi có được phương thuốc nào đó làm dịu đi những quằn quại tinh thần, đây thực sự là từ đúng với nó, thì có thể tôi sẽ bình phục dễ dàng hơn. Nhưng vì không uống thuốc, tôi trở nên rất hòa nhập với bản thể của mình. Điều này giúp tôi biết chính xác điều gì sẽ giúp bản thân thấy khá hơn. Tập tành, ánh nắng mặt trời, ngủ, những cuộc nói chuyện sâu sắc. Và chính sự cảnh giác này, sự cảnh giác mà tôi biết rằng mình và người khác có thể đánh mất sau những viên thuốc,
dần dần giúp tôi vực dậy bản thân từ những mảnh vỡ. Nếu tôi bị rơi đi hay có những cảm giác kỳ lạ do mấy viên thuốc tạo ra, chắc việc phục hồi sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Dưới đây là trích đoạn từ giáo sư Jonathan Rothenberg, một nhà tâm lý học cấp tiến và là tác giả của cuốn Những tầng sâu, The Depths, được viết vào năm 2014. Tôi thấy được an ủi một cách lạ lùng khi đọc những điều này. Làm thế nào để kiểm soát trầm cảm tốt hơn? Đừng trông chờ vào một loại thuốc diệu kỳ. Một bài học từ điều trị những cơn đau mãn tính cho thấy, việc khỏa lấp những phản ứng được cài đặt tự nhiên trên cơ thể và tâm trí là rất khó khăn. Thay vào đó, ta phải đi theo dẫn dắt của các biến động tâm trạng, chú ý đến nguồn cơn đã kéo nhiều người vào tình trạng tụt dốc tinh thần, những thói quen suy nghĩ gây lao lực và thiếu ngủ. Chúng ta cần hiểu biết nhiều hơn về các hình thái tâm trạng và nhận thức về những công cụ có thể tác động gián đoạn tình trạng tâm trạng đi xuống trước khi chúng biến thể thành những dạng thức lâu dài và nặng nề hơn. Những công cụ này bao gồm việc điều chỉnh cách chúng ta nghĩ về những sự việc xung quanh mình, những mối quan hệ và tình trạng sức khỏe của cơ thể chúng ta bằng việc luyện tập, thiền định hay các chế độ ăn uống phù hợp. Cuộc sống. 7 tháng trước khi uống viên diazepam đầu tiên trong đời, tôi đang ở trong văn phòng của một công ty tuyển dụng tại trung tâm London. Vậy kế hoạch cuộc đời của anh là gì? Người đại diện tuyển dụng hỏi tôi câu này. Cô ấy có khuôn mặt dài nghiêm nghị như một bức tượng trên đảo Phục Sinh. Tôi không biết nữa. Anh nhận thấy mình có hợp với vị trí bán hàng không? Có thể. Tôi nói dối. Tôi lúc ấy còn hơi choáng sau cơn say. Chúng tôi sống gần một quán rượu. Thói quen mỗi tối của tôi là 3 vại bia hay 1 chai Black Russian hoặc 2. Tôi hầu như chẳng có ý niệm gì về kế hoạch đời mình, nhưng tôi dám chắc nó chẳng liên quan gì đến việc trở thành một người bán hàng. Nói thật là CV của anh thể hiện định hướng nghề nghiệp hơi mờ mịt, nhưng may bây giờ là tháng 4, cũng không phải mùa sinh viên tốt nghiệp. Chắc chúng tôi cũng tìm được cho anh vị trí nào đó thôi. Và cô ấy nói đúng. Sau một loạt những cuộc phỏng vấn xin việc thảm hại, tôi cũng có được công việc bán vị trí quảng cáo cho tờ báo thương mại Press Gazette ở Croydon. Cấp trên của tôi là một người Úc tên là Ian. Anh ta giải thích cho tôi những yếu tố cơ bản của việc bán hàng. Cậu đã từng nghe đến Aida chưa? Anh ta hỏi tôi. Vở opera á? Chú thích. Aida là vở opera nổi tiếng của Giuseppe Verdi, viết bằng tiếng Ý, kể về thiên tình sự giữa vị tướng trẻ Ai Cập Radames và thị tỳ của công chúa Ai Cập Amrenis là Aida. Cái gì? Không. AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Chú ý, hứng thú, ham muốn và hành động. 4 giai đoạn của một cuộc điện thoại bán hàng, cậu làm họ chú ý, khơi gợi hứng thú và sau đó tạo cho họ ham muốn làm điều gì đó trước khi họ muốn thực hiện hành động. À, rồi. Sau đó tự dưng anh ta nói với tôi. Cậu nhỏ của tôi lớn lắm. Cái gì? Thấy chưa, tôi đã lôi kéo được sự chú ý của cậu. Thế thì tôi nên nói chuyện về cậu nhỏ của tôi hả? Không, đấy chỉ là một ví dụ thôi. Hiểu rồi. Tôi nói, mắt nhìn mơ hồ vào bầu trời xám xịt của Croydon ngoài cửa sổ. Tôi không thực sự thân được với Ian. Thật đấy, anh ta muốn tôi nhập hội với anh em vào bữa trưa, uống 1 vại bia và chơi 1 ván bia. Chỉ toàn mấy chuyện đùa bậy bạ và bóng đá và kể xấu những cô bạn gái của họ. Tôi ghét chuyện đó. Tôi chưa từng cảm thấy lạc lõng thế này kể từ hồi 13 tuổi. Kế hoạch của chúng tôi, Andre và tôi, là thu xếp lại cuộc sống để cả hai không phải quay lại Ibiza vào mùa hè năm ấy. Nhưng vào một buổi nghỉ ăn trưa, tôi cảm thấy sự trống rỗng cuộn trào trong lòng, cứ như một đám mây bao trùm lên tâm hồn tôi. Tôi thực tình không thể chịu được việc phải dành thêm 1 giờ nào nữa để gọi điện cho những người không muốn bị gọi điện làm phiền. Thế nên tôi bỏ việc, cứ thế bỏ đi. Tôi là một kẻ thất bại, một kẻ bỏ cuộc. Không có gì chờ tôi ở phía chân trời. Tôi cứ thế trượt xuống, yếu đuối hơn trước căn bệnh đang rình sẵn. Nhưng tôi không nhận ra điều ấy, hoặc cũng chẳng quan tâm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.
vô cực. Một cơ thể sống thoạt nhìn không có vẻ gì ghê gớm. Những tiến bộ trong khoa học và kỹ thuật đã cho thấy, đúng thực là bản thân một cơ thể sống chính là một vũ trụ. Mỗi chúng ta được tạo nên bởi hàng triệu tỷ tế bào. Trong mỗi tế bào đó cũng chứa từng ấy số lượng phân tử. Đó là rất nhiều thành phần riêng biệt khác nhau. Riêng não bộ của chúng ta thôi cũng có hàng trăm tỷ tế bào, chênh lệch chỉ khoảng vài tỷ. Thế nhưng hầu như chúng ta không cảm thấy khía cạnh tự nhiên gần với vô cực của cơ thể. Chúng ta đơn giản hóa mọi thứ bằng cách phân định cơ thể bằng những bộ phận lớn hơn: tay, chân, bàn tay, thân, đầu, xương, thịt. Điều tương tự xảy ra với tâm trí của chúng ta. Để hòa nhập với đời sống, tâm trí tự đơn giản hóa chính nó. Ở một thời điểm, tâm trí chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. Nhưng trầm cảm lại giống như vật lý lượng tử của suy nghĩ và cảm xúc. Nó thể hiện những điều thường bị giấu kín. Nó làm sụp đổ bạn và mọi điều bạn từng biết. Hóa ra chúng ta không chỉ được tạo ra bởi vũ trụ, bởi bụi sao, như Carl Sagan vẫn nói. Chú thích: Carl Edward Sagan là nhà thiên văn học, vật lý thiên văn, vũ trụ học, tác giả sách, nhà phổ biến khoa học và là nhà phát ngôn khoa học người Mỹ. Vũ trụ là cuốn sách vô cùng nổi tiếng của ông. Mà chúng ta còn rộng lớn và phức tạp hơn thế. Những nhà tâm lý học tiến hóa có thể đã đúng. Loài người chúng ta có thể đã tiến hóa quá nhanh. Cái giá phải trả cho việc có đủ thông minh để trở thành giống loài đầu tiên ý thức đầy đủ về vũ trụ, biết đâu chỉ là khả năng cảm thấy những tối tăm của cả vũ trụ. Niềm hy vọng không xảy đến. Bố mẹ tôi đã tới đón ở sân bay. Họ đứng đó, vừa mệt mỏi, vừa hạnh phúc, lại vừa lo lắng. Chúng tôi ôm nhau, rồi chúng tôi lái xe về nhà. Tôi khá hơn rồi, tôi khá hơn rồi. Tôi đã bỏ lại quỷ dữ ở Địa Trung Hải, và giờ thì tôi khá hơn rồi. Tôi vẫn dùng thuốc ngủ và diazepam, nhưng tôi không cần đến chúng. Tôi chỉ cần trở về nhà. Tôi chỉ cần mẹ và bố. Đúng, tôi khá hơn rồi. Tôi vẫn còn hơi nhạy cảm, nhưng tôi ổn hơn rồi. Tôi khá hơn rồi. Bố mẹ lo quá. Mẹ nói, kéo theo 87 các biến thể khác nhau cùng chủ đề. Mẹ quay lại nhìn tôi từ băng ghế trước và mỉm cười, nụ cười hơi vụng vỡ, và đôi mắt bà ướt nước. Tôi cảm thấy được điều ấy, gánh nặng từ mẹ. Gánh nặng khi trở thành một thằng con trai lạc lối, gánh nặng của việc được yêu thương, gánh nặng khi mình là một nỗi thất vọng, gánh nặng trở thành một niềm hy vọng không xảy đến như nó nên đến. Nhưng tôi đã khá hơn, vẫn hơi chánh choáng. Cũng phải thôi, tôi đã khá hơn, ấy là cốt lõi. Tôi vẫn có thể là niềm hy vọng đó. Không chừng tôi có thể sống đến năm 97 tuổi. Tôi có thể trở thành luật sư, hoặc bác sĩ phẫu thuật não, hoặc làm nhà leo núi thám hiểm, hay giám đốc nhà hát gì đó cũng nên. Đó là những ngày đã xa rồi, xa rồi, xa rồi. Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ. Newark 24. Newark là nơi tôi lớn lên và là nơi tôi trở về. Một thị trấn thương nghiệp khoảng 40.000 người. Đó là nơi duy nhất tôi từng muốn trốn chạy. Nhưng giờ đây tôi đang trở về. Thế cũng tốt thôi. Tôi nghĩ về tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ về những ngày vui và không vui ở trường. Và cái cuộc chiến vẫn tiếp diễn vì lòng tự tôn. 24. Khi ấy tôi 24 tuổi. Tấm biển chỉ đường như một tuyên ngôn từ số phận. Newark 24. Ta biết chuyện này rồi sẽ đến. Chỉ còn thiếu đích danh tôi trong tuyên ngôn ấy nữa thôi. Tôi nhớ rằng cả nhà ngồi ăn quanh bàn ăn ở bếp. Tôi không nói gì nhiều, chỉ đủ để thể hiện là tôi ổn, không điên hay trầm uất. Tôi ổn mà, tôi không điên hay trầm uất. Tôi nhớ có món bánh cá nướng. Tôi nghĩ chiếc bánh được làm thật đặc biệt, một món ăn gây thương nhớ. Nó khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi ngồi ở bàn bếp ăn chiếc bánh cá. Lúc ấy là 10 giờ rưỡi. Tôi xuống nhà vệ sinh dưới tầng, kéo dây bật đèn. Nhà tắm dưới tầng được sơn màu hồng hơi sậm. Tôi tiểu, tôi giật nước và nhận thấy tâm trí mình đang thay đổi. Nó như một màn mây kéo đến, một sự chuyển tiếp của màu sắc tâm lý. Tôi đã khá hơn, tôi đã khá hơn rồi. Nhưng rồi chỉ cần một gợn nghi hoặc,
một giọt mực rơi vào cốc nước trong và làm mờ đục tất cả. Thế nên khoảnh khắc sau khi nhận ra bản thân không hẳn đã hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chính là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn bệnh nặng thế nào. Mắt bảo, những nghi hoặc cũng giống như bầy chim én, chúng nối đuôi nhau và bay thành đàn. Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương, tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt mình, cho đến lúc không còn nhận ra mặt mình nữa. Tôi trở lại bàn ăn, ngồi xuống và không nói với ai về cảm giác lúc ấy của bản thân. Nói ra sẽ khiến tôi càng cảm nhận nó rõ ràng hơn. Cứ vờ như bình thường thì tôi sẽ cảm thấy bình thường hơn một chút, nên tôi vờ như mình vẫn bình thường. Ồ, xem mấy giờ rồi này? Mẹ nói với điệu bộ vội vã kịch tính. Mai mẹ phải dậy sớm đến trường. Mẹ tôi khi ấy là giáo viên chủ nhiệm ở một trường mẫu giáo. Mẹ đi ngủ đi, tôi nói. Đúng rồi, bác cứ lên phòng đi, Mary, Andrea nói. Chúng cháu có thể tự thu xếp giường ngủ và các thứ khác. Có giường và nệm trong phòng nó, nhưng nếu hai đứa thích thì cứ ngủ ở phòng của hai bác tối nay, bố nói. Được mà bố, tôi nói. Bọn con sẽ ổn thôi. Bố siết vai tôi trước khi ông lên phòng ngủ. Thật mừng khi có con ở nhà. Vâng, con cũng thấy mừng khi ở nhà. Tôi không muốn khóc ra đây, bởi vì A, tôi không muốn bố thấy tôi khóc, và B, nếu khóc thì tôi còn thấy tệ hơn nữa. Thế nên tôi đã không khóc, tôi lên giường đi ngủ. Và khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, nó đã ở sẵn đó. Cơn trầm cảm và hoảng loạn, cả hai thứ đến cùng nhau. Người ta miêu tả trầm cảm như một sức nặng, và đúng là nó có thể giống vậy. Nó thực sự là gánh nặng vật lý, cũng như theo lối nói ẩn dụ, gánh nặng tâm lý. Nhưng tôi không nghĩ rằng sức nặng là cách mô tả gần đúng nhất thứ tôi đang cảm nhận. Khi tôi nằm đó, trên tấm nệm trải sàn, tôi đã ép Andrea nằm trên giường, không phải vì ga lăng, mà bởi vì đó là điều tôi sẽ làm nếu tôi đang bình ổn. Tôi cảm thấy như tôi bị nhốt trong một cơn giông lốc. Điều tôi thể hiện bên ngoài với mọi người trong vài tháng tiếp đó là lờ đờ chậm chạp hơn mọi khi, hơi mơ màng một chút. Nhưng những gì bên trong tâm trí tôi luồn nhanh đến mức dồn dập và không ngơi nghỉ. Triệu chứng của tôi. Dưới đây là một vài trong số những điều tôi cảm thấy. Dường như hình ảnh phản chiếu của tôi là một người khác. Một xúc cảm râm ran gần như đau đớn trên cánh tay, bàn tay, ngực, cổ họng và sau gáy. Không có khả năng nghĩ về tương lai dù sao cũng không dành cho tôi. Sợ mình sẽ nổi điên, bị nhập viện tâm thần, bị đưa vào căn phòng có tường bọc đệm của trại thương điên trong chiếc áo trói tay dành cho bệnh nhân tâm thần. Bệnh tưởng, sợ bị chia lìa, sợ khoảng trống. Chú thích: agoraphobia, bệnh sợ khoảng trống, cần được biết đến là bệnh sợ nơi công cộng, sợ nơi đông người. Người mắc bệnh này thường sợ đi ra ngoài đường và tiếp xúc với nhiều người lạ. Cảm giác hoảng sợ liên tiếp, tinh thần kiệt quệ, thể chất kiệt quệ, thấy tôi như vô dụng, tức ngực và thi thoảng có những cơn đau. Như thể đang rơi tự do ngay cả khi đang đứng yên một chỗ. Đau mỏi tứ chi, thi thoảng cứ như mất khả năng nói. Lạc lõng, dấp dính mồ hôi, một nỗi buồn vô hạn. Tăng cường những mường tượng về tình dục, nỗi sợ cái chết có vẻ như thường tự cân bằng chính nó với những suy nghĩ dục tính. Cảm giác mất kết nối, bị cắt đứt khỏi một hiện thực khác. Khao khát được là một người khác, bất cứ ai khác. Mất cảm giác ngon miệng, tôi sụt hơn 12 cân trong 6 tháng. Sự run rẩy bên trong, tôi gọi nó là run từ trong tâm. Như thể tôi sắp rơi vào một cơn hoảng loạn đến nơi. Hệt như tôi đang thở trong một bầu không khí quá loãng. Mất ngủ, liên tục có nhu cầu soi ra những dấu hiệu cảnh báo cho thấy tôi A. sắp chết, hoặc B. nổi điên. Tìm kiếm những dấu hiệu ấy và tin là chúng đúng. Bị cuồng chân, muốn bước đi thật nhanh. Cảm giác lạ lùng của déjà vu và những thứ dường như có trong ký ức nhưng lại chưa từng xảy ra, ít nhất chưa xảy ra với tôi.
nhìn thấy quần tối xung quanh vùng quan sát của mình. Ước được tắt đi những hình ảnh khủng khiếp thi thoảng tôi vẫn thấy khi nhắm mắt lại. Ham muốn được rũ bỏ chính mình trong một thời gian, một tuần, một ngày hay một giờ. Trời ạ, một giây thôi cũng được. Lúc ấy, những trải nghiệm này kỳ cục đến nỗi tôi nghĩ chắc mình là người duy nhất dính phải trong suốt lịch sử loài người. Lúc ấy vẫn còn là thời kỳ trước kỷ nguyên Wikipedia. Dù đương nhiên có hàng triệu người cũng từng trải qua điều tương tự, dẫu chỉ một lần trong đời. Tôi thường tự động xem tâm trí mình như một cỗ máy khổng lồ và đen tối, như một thứ tồn tại trong một cuốn tiểu thuyết đồ họa steampunk, đầy những ống kim loại và bàn đạp và nồi hơi nước, khè ra tia lửa và hơi nước mù mịt và tiếng ồn. Chú thích: déjà vu, từ tiếng Pháp, nghĩa là đã từng nhìn thấy, chỉ hiện tượng mô tả cảm giác bạn đã nhìn thấy trước một điều gì đó, đã từng trải qua một điều gì đó mà bạn biết chắc chắn rằng bạn chưa từng trải qua. Steampunk là một dòng khoa học viễn tưởng với các yếu tố công nghệ và phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ các động cơ hơi nước ở thế kỷ 19. Thêm hoảng loạn vào trầm cảm thì cũng giống như cho cocaine và đồ uống có cồn. Nó bấm nút tua nhanh toàn bộ trải nghiệm. Nếu bạn bị mỗi trầm cảm thôi thì tâm trí bạn sẽ chìm xuống hố bùn, không còn chuyển động được và dần kẹt lại đó. Nhưng nếu thêm sự hoảng loạn vào món cocktail đó, cái hố bùn sâu thăm thẳm vẫn là cái hố bùn, nhưng bây giờ có thêm những cột xoáy trong ấy, những con quái vật ở đó, trong thứ nước bùn, tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh nhất, hệt như một lũ cá sấu biến dạng. Bạn tiếp tục phải cảnh giác, bạn cảnh giác đến độ gục ngất đi trong từng khoảnh khắc, trong khi vẫn khổ sở cố gắng ngoi lên bề mặt để hít lấy thứ không khí mà những người ngồi trên bờ đang hít thở hết sức dễ dàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chú thích: cocaine, loại ma túy chiết xuất từ lá coca, có tinh thể hình kim, không màu và không mùi, vị hơi đắng mát và gây cảm giác hơi tê cho đầu lưỡi. Bạn không thừa một giây nào hết, bạn không có lấy một giây tỉnh táo vì sợ. Đó không phải nói là quá. Bạn thèm khát một khoảnh khắc, chỉ một giây thôi, bản thân không còn sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc ấy không bao giờ đến. Thứ bệnh tình bạn gặp phải không phải là bệnh tật của riêng một bộ phận cơ thể nào, một điều bạn có thể nghĩ khác đi. Nếu bạn bị đau lưng thì bạn có thể kêu lên là: ôi cái lưng đau này giết tôi mất. Vẫn có một sự tách bạch nào đó giữa bản thân bạn và cơn đau. Cơn đau là một cái gì đó khác. Nó tấn công và gây phiền phức, có ảnh hưởng đến bản thân bạn, nhưng nó vẫn không phải là bản thân bạn. Nhưng với trầm cảm và hoảng loạn thì nỗi đau không phải thứ gì đó bạn có thể nghĩ đến, vì nó chính là suy nghĩ. Bạn không phải cái lưng của bạn, nhưng bạn chính là những suy nghĩ của bạn. Nếu lưng bạn đau thì nó có thể đau hơn khi ngồi xuống. Nếu tâm trí bạn đau thì nó càng đau hơn khi bạn suy nghĩ. Và bạn cảm thấy không có cách giảm đau nào thực tế dễ dàng tương tự như việc đứng thẳng lưng lên. Dù thường thì bản thân cảm giác này là một lời nói dối. Ngoài lề một chút, theo mình suy nghĩ ý kiến của mình thì bản thân mình không phải là suy nghĩ của mình, mà chính là cái không gian những suy nghĩ đó tồn tại. Ngân hàng của những ngày tệ hại. Khi bạn cực kỳ trầm uất hay bồn chồn tới mức không thể ra khỏi nhà, nhấc người khỏi sofa hay nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài cơn trầm cảm, tình thế có thể khó mà đỡ nổi. Những ngày tệ hại cũng có nhiều mức độ, chúng không tệ ngang nhau, và những ngày ở mức độ cực kỳ tệ ấy, dù thật khủng khiếp để mà sống sót được, vẫn có thể hữu dụng về sau. Bạn tích cóp chúng, một ngân hàng của những ngày tệ hại. Ngày bạn phải bỏ chạy khỏi siêu thị, ngày bạn quá trầm uất đến mức lưỡi không thể động đậy, ngày bạn làm cho bố mẹ mình khóc, ngày bạn suýt gieo mình xuống khỏi vách đá. Để khi bạn có thêm một ngày tồi tệ thì bạn có thể nói rằng: ừ thì thấy buồn thật đấy, nhưng đã có những ngày còn buồn hơn. Và ngay cả khi bạn nghĩ không còn ngày nào có thể tệ hơn nữa, khi ngày bạn đang sống là ngày tệ nhất từng có, ít nhất bạn cũng biết cái ngân hàng của mình tồn tại và rằng hôm nay bạn đã có một khoản đặt cọc rồi. Những điều trầm cảm vẫn nói với bạn: này đứa rầu rĩ. Đúng, tao gọi mày đấy. Mày đang làm gì vậy? Tại sao phải cố ra khỏi giường làm gì?
Sao mày còn cố đi xin việc làm gì nhỉ? Mày nghĩ mày là ai? Mark Zuckerberg hả? Nằm trên giường đi, mày sẽ lên cơn điên thôi, như Van Gogh ấy. Có khi mày cũng tự xẻo tai như gã cũng nên. Sao mày còn khóc ra đấy? Bởi vì mày phải phơi quần áo hả? Này, nhớ con chó mua đất của mày không? Nó chết rồi, như ông bà mày vậy. Mọi người mày từng gặp đều sẽ chết vào tầm này trong thế kỷ tới. Chuẩn rồi, tất cả những người mày biết chỉ là một bộ sưu tập những tế bào đang dần dần phân hủy. Hãy nhìn những người đi bộ ngoài kia, nhìn chúng đi, ngoài đó đó, bên ngoài cửa sổ ấy. Tại sao mày không thể được như bọn nó? Đây là một cây gối, mày hãy ngồi đây và nhìn cây gối này và chiêm nghiệm về nỗi khổ vô tận của những chiếc gối đi. Tái bút, tao vừa nhìn qua ngày mai, nó còn tệ hơn hôm nay nữa. Chú thích: Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook, hiện đang là chủ tịch và giám đốc điều hành của hãng này. Vincent William Van Gogh là một danh họa Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Ông đã tự cắt bỏ một phần tay của chính mình. Thực tiễn: khi bạn thấy mình bị mắc kẹt trong một thứ không thực, bạn sẽ tìm đến bất cứ điều gì có thể đem lại cho bạn cảm giác có phương hướng. Tôi thèm kiến thức. Tôi thèm những điều thực tiễn. Tôi tìm kiếm chúng như tìm phao cứu sinh giữa biển khơi. Nhưng số liệu thống kê là thứ khá phức tạp. Những thứ xảy ra trong tâm trí có thể bị che giấu. Thật vậy, khi mới bị bệnh, tôi dành rất nhiều năng lượng vào việc tỏ ra bình thường. Mọi người thường chỉ biết ai đó đang phải chịu đựng vấn đề nếu người ta tâm sự. Và với trầm cảm thì chuyện chia sẻ không phải lúc nào cũng diễn ra, đặc biệt nếu bạn là đàn ông. Tôi sẽ nói thêm về vấn đề này sau. Vả lại, qua thời gian thì thực tiễn cũng thay đổi. Thật vậy, toàn bộ những ý niệm và ngôn từ có thể đổi thay. Trước kia, trầm cảm vốn không phải là trầm cảm. Nó từng là chứng u sầu. Và số người gặp phải chứng bệnh này cũng không nhiều bằng số người mắc phải trầm cảm hiện nay. Nhưng có thật vậy không? Hay chỉ là bây giờ thì người ta mới cởi mở về nó hơn? Dù sao thì sau đây là một số điều thực tiễn chúng ta có vào lúc này. Những con số về tự sát. Tự sát là nguyên nhân tử vong hàng đầu của nam giới dưới 35 tuổi. Tỷ lệ tự sát ở các vùng khác nhau trên thế giới rất khác nhau. Ví dụ, nếu bạn sống ở Greenland thì nguy cơ bạn tự tử cao gấp 27 lần so với việc sống ở Hy Lạp. Có 1 triệu người tự sát mỗi năm và khoảng từ 10 đến 20 triệu người mỗi năm cố thử làm việc này. Trên toàn thế giới, đàn ông có tỷ lệ tự sát cao hơn gấp 3 lần nữ giới. Những con số về trầm cảm. Có 1/5 số người mắc trầm cảm vào một giai đoạn nhất định trong đời, mặc dù rõ ràng là số người mắc các bệnh lý tâm thần thì nhiều hơn thế. Thuốc chống trầm cảm đang gia tăng ở hầu hết mọi nơi. Ireland là điểm tiêu thụ mạnh nhất. Tiếp theo đó là Úc, Canada, Đan Mạch, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Anh Quốc. Số phụ nữ gặp một quãng trầm cảm nặng nề trong đời nhiều gấp đôi so với đàn ông. Trầm cảm kết hợp lo âu là dạng thường gặp nhất ở Anh Quốc, kéo theo là chứng hoảng loạn, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, trầm cảm đơn, các hội chứng hoảng sợ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD và rối loạn lo âu. Phụ nữ hay tìm kiếm hỗ trợ và nhận điều trị sức khỏe tâm thần hơn đàn ông. Nguy cơ hình thành trầm cảm ở một người là khoảng 40% nếu có cha hoặc mẹ đẻ được chuẩn đoán trầm cảm. Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, báo Guardian, Viện Mind, Black Dog. Đầu tựa cửa sổ. Lúc ấy tôi đang trong phòng bố mẹ, một mình. Andrea ở dưới tầng, tôi nghĩ thế. Nói chung lúc đó cô ấy không ở cùng tôi. Tôi đứng cạnh cửa sổ, tựa đầu vào mặt kính. Đó là một trong những lần cơn trầm cảm đến một mình, không hòa lẫn với cơn âu lo hoảng loạn. Khi ấy là tháng 10, cái tháng buồn nhất trong các tháng. Con phố nơi bố mẹ tôi ở cũng là một nơi nổi tiếng trong thị trấn, thế nên có vài người đang thả bộ dọc vỉa hè. Tôi có nhận ra vài người trong số họ từ ký ức tuổi thơ, thứ vừa chính thức kết thúc 6 năm trước đây, dù có thể nó vẫn còn chưa kết thúc. Khi bạn ở dưới đáy thẳm, bạn tưởng tượng một cách lầm lẫn rằng không ai trên thế giới này biết đến cảm giác tệ hại đến thế.
Tôi cầu nguyện được làm những người đó, ai cũng được. Người 80 tuổi hay đứa trẻ nhỏ 8 tuổi, đàn bà, đàn ông, thậm chí là con chó của họ. Tôi thèm khát được hiện diện trong tâm trí họ. Tôi không thể quen nổi với sự tự tra tấn bản thân liên tục thêm nữa. Còn không bằng cảm giác dí tay trên lò nóng trong khi nhìn thấy hàng xô đá mát xung quanh. Chỉ là sự kỳ quệ vì không thể nào tìm được sự thư thái tinh thần. Như mọi suy nghĩ tích cực đều đi vào ngõ cụt trước cả khi nó bắt đầu. Tôi cứ thế khóc. Tôi không phải kiểu đàn ông sợ nước mắt. Trời ơi, tôi là fan của The Cure mà. Chú thích: The Cure, một ban nhạc rock đến từ Crawley, Tây Sussex, Anh, thành lập năm 1976. Tôi là đứa emo từ trước khi người ta nghĩ ra cái từ ấy. Chú thích: emo là một phong cách nhạc rock giống với nhạc punk, nhưng có phần hòa âm và ca từ phức tạp hơn, viết về các chủ đề cảm xúc hơn. Ngoài âm nhạc, emo còn được dùng để miêu tả các phong cách thời trang, văn hóa liên quan. Emo thường được gắn với những đặc điểm giàu cảm xúc, nhạy cảm, nội tâm và lo lắng. Vậy mà lạ thay, trầm cảm không khiến tôi khóc thường xuyên đến thế, so với cái mức độ tồi tệ của nó. Tôi nghĩ là do bản chất siêu thực của những gì tôi cảm nhận, là vì khoảng cách khác nhau. Nước mắt là một kiểu ngôn ngữ, và tôi cảm thấy mọi ngôn từ đều rời xa tôi. Nước mắt trào ra khi chịu thống khổ, còn lúc đã đứng sẵn ở địa ngục thì quá muộn rồi. Nước mắt đã cháy thành hư vô trước khi chúng được hình thành. Nhưng lúc này, nước mắt tôi lại rơi, và cũng không phải là nước mắt bình thường. Không phải thứ nước mắt ứa ra từ sau hốc mắt, không phải. Chúng ứa ra từ sâu thẳm. Chúng dường như đến từ cõi lòng tôi, dạ dày tôi đang run rẩy quá. Con đập đã vỡ rồi, và một khi đã ùa đến thì không thể dừng lại được. Ngay cả khi bố tôi bước vào phòng ngủ, ông nhìn tôi và không thể hiểu nổi, mặc dù đây là hình ảnh quá quen thuộc. Mẹ tôi từng trải qua trầm cảm sau sinh. Ông tới bên tôi và nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này, và những giọt nước mắt như được lây lan. Đôi mắt ông đỏ lên và ứa nước. Tôi không thể nhớ lần cuối tôi thấy ông khóc là khi nào. Ban đầu ông không nói gì mà chỉ ôm tôi, và tôi cảm thấy được yêu thương, và tôi cố gắng gom góp càng nhiều càng tốt tình yêu ấy. Tôi cần tất cả những tình cảm ấy. Con xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi đã nói như vậy. Thôi nào, ông nói nhẹ nhàng. Con có thể làm được mà, cố lên. Con có thể vực mình dậy, Maddie, con sẽ làm được. Bố tôi không phải là ông bố cứng cỏi. Ông là người bố dịu dàng, quan tâm và tinh ý, nhưng vẫn không có năng lực thần kỳ để nhìn thấu bên trong tâm trí tôi. Ông đã đúng, đương nhiên rồi, và tôi cũng không muốn ông phải nói nhiều thêm. Nhưng ông không biết được những điều ông nói khó làm như thế nào để vực mình dậy. Không ai biết được. Từ bên ngoài, một người có thể nhìn thấy hình thái vật lý của bạn, thấy bạn là một tổ hợp những phân tử và tế bào. Nhưng bên trong, bạn lại cảm thấy như có một vụ nổ Big Bang đã diễn ra. Bạn cảm thấy lạc lối, phân rã, trải ra khắp vũ trụ trong màn đêm vô tận của không gian. Con sẽ cố gắng, bố ạ. Con sẽ cố. Đó là những điều ông muốn nghe, thế nên tôi nói ra chúng. Và rồi tôi quay lưng lại, nhìn thật lâu vào những cái bóng ma của thời thơ ấu. Tuổi thơ khá yên bình. Bệnh lý tâm thần bỗng dưng xảy ra, hay nó vốn vẫn tồn tại ở đó? Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, gần như một nửa chứng rối loạn tâm thần sẽ bằng cách nào đó lộ diện trước tuổi 14. Khi tôi mắc bệnh vào năm 24 tuổi, tôi cảm thấy nó là một thứ cực mới mẻ và đột ngột. Tôi đã có một tuổi thơ khá êm đềm và bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự bình thường. Thực ra có ai thế đâu. Tôi thường cảm thấy lo âu. Một ký ức điển hình là khi tôi 10 tuổi, đứng trên những chiếc ghế và đòi ở cùng người trông trẻ cho đến khi bố mẹ tôi trở về. Lúc ấy tôi đang khóc. Người trông trẻ thật tử tế, cô ấy để tôi ngồi cùng. Tôi rất thích cô ấy. Cô có mùi vani và hay mặc những chiếc áo phông rộng thùng thình. Tên cô ấy là Jenny. Jenny, người trông trẻ, sống ở phố trên. Khoảng chừng một thập niên sau đó, cô biến thành Jenny Saville,
ngôi sao của nhóm Briat, gây tiếng tăm với những bức vẽ phụ nữ khỏa thân khổ lớn. Chú thích: chỉ John British Artist, nghệ sĩ trẻ Anh Quốc, nhóm nghệ sĩ thị giác của Anh. Buổi triển lãm đầu tiên của họ diễn ra vào năm 1988 tại London. Chị có nghĩ bố mẹ em sắp về không? Có chứ, Jenny nói thật kiên nhẫn. Đương nhiên là họ sẽ về. Bố mẹ em còn cách nhà một dặm nữa thôi, không xa lắm, em biết mà. Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng biết rằng họ có thể bị cướp, hay bị giết, hay bị chó hoang ăn thịt. Đương nhiên họ không bị thế. Hiếm có cư dân nào của Newark-on-Trent kết thúc tối thứ bảy của mình bằng việc bị chó ăn thịt. Họ trở về nhà. Nhưng suốt thời thơ ấu, hết lần này qua lần khác, tôi cứ bị như vậy. Luôn vô tình dạy bản thân mình biết cách lo lắng. Trong một thế giới nơi những biến số là vô hạn, khả năng của những nỗi đau, mất mát và chia lìa vĩnh viễn cũng là vô hạn. Vì vậy nỗi sợ kết hợp với trí tưởng tượng, và ngược lại, cứ thế tiếp diễn, cho tới khi không còn gì nữa ngoài việc nổi điên. Rồi một điều gì đó khác, một chút bất thường, nhưng vẫn trong vòng kiểm soát. Lúc ấy tôi 13 tuổi, cùng bạn đi tới chỗ mấy đứa con gái cùng khóa trên sân trường. Tôi ngồi xuống, một trong số đó, đứa mà tôi thích hơn bất cứ điều gì, nhìn tôi và sau đó quay sang hội bạn làm điệu mặt kinh tởm. Sau đó con bé nói những từ mà cho tới 26 năm sau, khi đang viết cuốn sách này, tôi vẫn còn nhớ. Nó nói: eo ơi, tao không muốn thứ đó ngồi cạnh tao, với mấy cái chân nhìn nhện trên mặt. Nó tiếp tục giải thích, trong khi mặt đất nhất quyết từ chối nuốt chửng tôi. Lông mọc ra từ mấy mụn ruồi trên mặt nó, nhìn như lũ nhện ấy. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, tôi vào phòng tắm ở nhà và dùng dao cạo của bố mẹ để cạo lông trên mấy cái mụn ruồi. Tôi nhìn vào khuôn mặt mình và ghét nó. Tôi nhìn vào hai cái mụn ruồi rõ rệt nhất trên mặt. Tôi cầm cái bàn chải đánh răng lên và chà vào má bên trái, ngay cái mụn ruồi lớn nhất. Tôi nhắm nghiền mắt và chà thật mạnh. Tôi cứ thế chà và chà, cho đến khi có máu nhỏ xuống bồn rửa, cho đến khi mặt tôi nóng bừng dần dật với cơn đau từ chà xát. Mẹ tôi đi vào và nhìn thấy tôi chảy máu. Matthew, sao con lại bị thế kia? Tôi chèn một tờ giấy lau trên vết thương mới còn chảy máu và lý nhí kể sự tình. Đêm đó tôi không tài nào ngủ, má trái của tôi giật giật dưới một miếng băng gạc khổng lồ. Nhưng đó không phải lý do tôi không ngủ. Tôi nghĩ đến trường học, nghĩ đến những cách giải thích cho miếng băng gạc. Tôi đã nghĩ đến một vũ trụ khác, nơi tôi đã chết, và đứa con gái làm tôi đau sẽ nghe tin tôi chết, rồi sự ân hận sẽ làm nó khóc. Một suy nghĩ có hướng tự sát, tôi đoán thế, nhưng là một suy nghĩ dễ chịu. Tuổi thơ trôi qua, tôi vẫn còn nguyên sự lo âu. Tôi cảm thấy như một kẻ bên lề, với hai người phụ huynh cánh tả thuộc tầng lớp trung lưu, sống trong thị trấn của những người lao động chân tay thuộc cánh hữu. Năm 16 tuổi, tôi bị bắt vì trộm vặt, gel vuốt tóc, một thanh kẹo crunchy, và bị giam ở đồn cảnh sát một buổi chiều. Nhưng đó là triệu chứng của sự ngu ngốc tuổi teen, cũng như mong muốn được hòa nhập, chứ không phải trầm cảm. Tôi trượt ván tệ, điểm chát bình thường, để tóc ngôi lệch, vác sự trinh trắng của mình đi khắp nơi như một lời nguyền thời Trung Cổ, mấy thứ bình thường. Tôi không hòa nhập được hoàn toàn, tôi khá là phân tán khi ở giữa mọi người và biến thành thứ họ muốn. Nhưng tréo ngoe thay, tôi luôn cảm thấy có một sự căng tức bên trong mình. Tôi không biết đó là gì, nhưng nó cứ dần mạnh lên, như nước đằng sau một con đập. Sau này, khi tôi chính thức mắc trầm cảm và lo âu, tôi coi bệnh của mình là kết quả của những căng tức chất chồng đó. Một thứ tức nước vỡ bờ. Cứ như là vì bạn thấy việc thả tự do cho bản thân mình quá khó, nên bản thân bạn đã đột nhập vào, làm ngập tâm trí bạn với mong muốn nhấn chìm tất cả những bán phiên bản thất bại của mình. Một cuộc ghé thăm. Paul, người bạn cũ từng đồng hành cùng tôi trong mấy cuộc trộm vặt, đang ở trong phòng khách. Mấy năm rồi tôi không gặp cậu ta, từ hồi học xong. Đối với tôi cứ như đã là hàng thiên niên kỷ. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi vẫn là tôi trước đây,
Sao cậu ấy không thấy được sự khác biệt cơ chứ? Cậu muốn ra ngoài chơi tối thứ bảy không? Đi đi bộ, nể tình bạn cũ. Ý tưởng thật khôi hài. Tôi không thể rời khỏi nhà mà không cảm thấy một nỗi kinh hoàng vô tận. Tớ không đi được. Sao lại thế? Tớ thấy không khỏe, đầu tớ hơi choáng váng một chút. Chính vì thế nên cậu cần một tối đi chơi. Nếu cậu cảm thấy xuống tinh thần, rủ cả Andre đi nữa. Đi đi bộ. Paul, cậu không hiểu đâu. Tôi đang bị nhốt trong một nhà tù. Nhiều năm trước, sau khi trải qua vài tiếng ở xà lim cảnh sát vì thanh kẹo crunchy ấy, tôi đã hình thành nỗi sợ bị nhốt lại. Tôi không bao giờ nhận ra mình có thể bị nhốt trong chính tâm trí này. Cư xử ra dáng đàn ông xem nào. Tôi tự nhủ, dù tôi chưa từng thực sự làm việc này ra hồn. Con trai không được khóc. Tôi muốn nói về việc làm một người đàn ông. Số trường hợp tự tử ở nam giới nhiều hơn đáng kể so với ở nữ giới. Ở Anh, tỷ lệ này là 3/1. Ở Hy Lạp là 6/1. Ở Mỹ là 4/1. Những con số trung bình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những quốc gia duy nhất trên thế giới có phụ nữ tự tử nhiều hơn đàn ông là Trung Quốc và Hồng Kông. Ở những nơi còn lại, đàn ông tự tử nhiều hơn phụ nữ. Điều này đặc biệt kỳ lạ khi bạn biết rằng, dựa theo những nghiên cứu chính thức, tỷ lệ phụ nữ mắc trầm cảm nhiều gấp đôi so với đàn ông. Vì thế, rõ ràng là ở hầu hết mọi nơi thì việc là đàn ông cũng khiến bạn có xu hướng dễ tự sát hơn. Và cũng có sự ngang trái ở đây. Nếu tự tử là một triệu chứng của trầm cảm, đúng là thế, thì tại sao lại có nhiều phụ nữ mắc phải hơn đàn ông? Và tại sao, nói theo một cách khác, trầm cảm sẽ trầm trọng hơn nhiều nếu bạn là nam thay vì là nữ? Sự khác biệt trong tỷ lệ tự sát giữa các thời kỳ và quốc gia cũng như giới tính cho thấy tự sát không trừ riêng ai. Hãy xem xét trường hợp của Anh Quốc. Vào năm 1981, 2.466 phụ nữ ở Anh tự sát. 30 năm sau, con số này giảm xuống gần một nửa, còn 1.391. Số liệu ở nam giới lần lượt là 4.129 và 4.590. Quay về năm 1981, khi các thống kê của Văn phòng Số liệu Quốc gia bắt đầu có kết quả, đàn ông vẫn tự tử nhiều hơn phụ nữ, nhưng chỉ nhiều hơn gấp 1,9 lần. Giờ đây con số chênh nhau gấp 3 đến 5 lần. Tại sao có nhiều nam giới tự vẫn như thế? Có gì sai trái ở đây? Câu trả lời thường thấy đó là đàn ông, một cách truyền thống, nhìn nhận bệnh lý tâm thần như một dấu hiệu của sự yếu đuối và ngần ngại tìm kiếm trợ giúp. Con trai không được khóc. Nhưng họ có khóc. Chúng tôi có khóc. Tôi có khóc. Tôi nức nở thường xuyên. Tôi đã khóc sụt sùi chiều nay khi xem bộ phim Boyhood, và bọn con trai cũng như đàn ông cũng tự sát. Trong tiểu thuyết Tạp Âm Trắng, nhân vật người dẫn chuyện đầy âu lo Jack Clancy của Dan DeLillo bị giằng xé bởi ý niệm về sự nam tính và làm sao để anh ta xứng đáng với ý niệm đó. Còn gì vô dụng hơn một thằng đàn ông không sửa nổi một cái vòi rỉ nước? Về cơ bản là vô dụng, vô danh, vô tính với những gì mã hóa trong bộ gen của hắn à? Chú thích: Don DeLillo, tiểu thuyết gia người Mỹ. Và nếu không phải cái vòi rỉ nước mà là một tâm trí vỡ vụn thì sao? Vậy thì có lẽ người lo lắng về sự nam tính của anh ta sẽ thấy mình nên tự sửa được nó. Không bằng gì cả ngoài sự im lặng giữa Tạp Âm Trắng của đời sống hiện đại, có lẽ cùng với vài lít bia rượu nữa. Nếu bạn là một người gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần, dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, hãy tin rằng bạn là một phần trong một nhóm rất đông người và ngày một nhiều thêm. Rất nhiều những người vĩ đại nhất và cả những người, chà, cứng cỏi nhất trong lịch sử cũng gặp trầm cảm. Các chính trị gia, nhà du hành vũ trụ, nhà thơ, họa sĩ, triết gia, nhà khoa học, nhà toán học, rất nhiều những nhà toán học, diễn viên, võ sĩ đấm bốc, nhà hoạt động hòa bình, thủ lĩnh chiến tranh và 1 tỷ những người khác đang chiến đấu với cuộc chiến của riêng họ. Bạn không có gì thiếu sót hơn hay siêu cấp hơn một người đàn ông hay phụ nữ hay một con người vì bạn bị trầm cảm.
Cũng tương tự như bạn vẫn thế nếu bị ung thư hay chứng bệnh giãn tĩnh mạch hay gặp một tai nạn xe hơi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nói chuyện, lắng nghe, khuyến khích chia sẻ, khuyến khích lắng nghe, duy trì cuộc hội thoại, để ý đến những người muốn tham gia cuộc nói chuyện. Phải luôn nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, rằng trầm cảm không phải điều gì bạn phải thừa nhận. Nó không phải thứ gì khiến bạn phải đỏ mặt xấu hổ. Đó là một trải nghiệm con người. Một trải nghiệm trai gái cái được lão ấu trắng đen công thẳng giàu nghèo. Nó không phải là mình, nó đơn giản chỉ là thứ gì đó xảy ra với mình. Và thứ gì đó thường có thể dần được xóa nhòa bởi chia sẻ, ngôn từ, sự thoải mái, hỗ trợ. Phải hơn một thập kỷ tôi mới có thể thoải mái nói một cách tử tế với mọi người về trải nghiệm của tôi. Tôi sớm phát hiện rằng bản thân việc nói chuyện chính là một cách trị liệu. Nơi có chia sẻ cũng là nơi có hy vọng. Phần 2. Tiếp đất. Một khi cơn bão đã tan, thì cậu sẽ chẳng nhớ được mình vượt qua nó ra sao, hay đã sống sót như thế nào. Trên thực tế, cậu còn chẳng dám chắc rằng cơn bão đã thực sự qua rồi hay chưa. Nhưng có một điều là chắc chắn. Con người cậu khi bước ra khỏi cơn bão sẽ không còn là con người lúc bước vào. Đó là tất thảy ý nghĩa của cơn bão này. Haruki Murakami, Kafka bên bờ biển. Hoa anh đào. Một phản ứng phụ của trầm cảm chính là thi thoảng bị ám ảnh với chức năng não bộ của chính mình. Trong khoảng thời gian xuống dốc của tôi, khi vẫn đang sống cùng bố mẹ, tôi thường tưởng tượng mình với tay vào trong hộp sọ và tự móc ra những phần đang khiến tôi thấy không vui. Từ việc chia sẻ với những người mắc trầm cảm khác và thậm chí đọc qua về điều này trong vài cuốn sách, tôi thấy đây có vẻ là một mộng tưởng phổ biến. Nhưng tôi nên lấy ra phần nào của não mình? Một khối đặc kính hay thứ gì đó bé tí và nhầy nhụa? Có lần, trong một đợt suy sụp, tôi ngồi trên ghế băng ở công viên Park Square tại Leeds. Đó là một khu yên tĩnh trong trung tâm thành phố. Những ngôi nhà kiểu Victoria giờ đây trở thành các văn phòng luật. Tôi nhìn chằm chằm vào một cây anh đào và cảm thấy rệu rã. Trầm cảm, không có lo âu. Chỉ là một sự bết bát nhạt nhẽo hoàn toàn. Tôi khó mà cử động nổi. Đương nhiên, Andrea ở bên tôi lúc ấy. Tôi không nói với em rằng tôi đang cảm thấy tệ như thế nào. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn những bông hoa anh đào màu hồng và cành lá. Ước gì những suy nghĩ của tôi có thể lướt đi nhẹ nhàng khỏi đầu, như cách những bông hoa đang rơi cành. Tôi bắt đầu khóc, giữa đường, giữa chợ. Ước gì tôi là một cây anh đào. Càng nghiên cứu nhiều về yếu tố khoa học của trầm cảm, bạn sẽ càng nhận ra rằng căn bệnh này được nhìn nhận bằng những gì chúng ta không biết về nó nhiều hơn là ngược lại. Nó có đến 90% là bí ẩn. Mù mờ về những điều mù mờ. Như giáo sư David Adams đã nói trong tiểu luận tuyệt vời của ông về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Người đàn ông không thể dừng lại, the man who couldn't stop. Chỉ có một kẻ ngốc hay một kẻ lừa đảo mới dám nói với bạn về việc bộ não hoạt động như thế nào. Não bộ không phải một cái máy nướng bánh mì, nó rất ư phức tạp. Nó có thể chỉ nặng hơn một cân, nhưng đó là một cân tế bào chứa ký ức của cả một cuộc đời. Nó nhiệm màu đến mức đáng lo vì vẫn còn quá nhiều điều tại sao và như thế nào chúng ta chưa thể hiểu được. Não bộ, cũng như các bộ phận khác, được tạo nên bởi các phân tử vốn từng nằm trong những vì sao hàng triệu năm về trước. Vậy mà chúng ta còn biết nhiều về những ngôi sao xa xôi ấy hơn là chu trình hoạt động của não bộ, vật thể duy nhất trong cả vũ trụ này có thể nghĩ về, à thì về cả vũ trụ. Rất nhiều người vẫn tin rằng trầm cảm là hệ quả của sự mất cân bằng hóa học. Sự bất ổn tinh thần ở thì mới chớm chủ yếu là vấn đề hóa học. Kurt Vonnegut đã viết như vậy trong cuốn Bữa sáng của các nhà vô địch, Breakfast for Champions. Cơ thể của Dwayne Hoover đã sản sinh ra những chất nhất định làm cho tâm trí anh ấy mất cân bằng. Đây là một hướng tư duy hấp dẫn, một hướng mà, qua nhiều năm, đã được hậu thuẫn bởi nhiều các nghiên cứu khoa học. Nhiều nghiên cứu tập trung vào các nguyên nhân khoa học của trầm cảm đã chú trọng đến các hợp chất
như dopamine và chất là serotonin. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh. Đó là một loại hợp chất hóa học có nhiệm vụ gửi đi những tín hiệu từ vùng này đến vùng kia của não. Luận thuyết được đưa ra là sự thiếu cân bằng mức độ serotonin gây ra bởi sự kém sản sinh serotonin của tế bào não dẫn đến trầm cảm. Thế nên không ngạc nhiên khi biết rằng một số những thuốc chống trầm cảm phổ biến nhất từ Prozac trở đi đều là SSRIs, viết tắt của Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, tạm dịch các hợp chất ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin, các chất có tác dụng làm tăng nồng độ serotonin trong não. Tuy nhiên, lý thuyết về serotonin trong trầm cảm có vẻ hơi bấp bênh. Vấn đề này được đánh dấu bởi sự gia tăng các thuốc chống trầm cảm không tác động được đến nồng độ serotonin, cũng như một số thuốc có chức năng ngược lại hẳn với SSRI, được gọi là Selective Serotonin Reuptake Enhancers. Hợp chất kích thích tái hấp thu chọn lọc serotonin, ví dụ như tianapetin, lại cho thấy có hiệu quả trong việc điều trị trầm cảm. Thêm vào đó, trên thực tế, rất khó để xác định nồng độ serotonin trong bộ não đang hoạt động của người sống, và bạn sẽ có một bức tranh toàn cảnh khá mơ hồ. Nhìn lại năm 2008, cây bút Ben Goddard của tờ Guardian đã đặt câu hỏi về serotonin. Những tay bị bợm trong ngành công nghiệp dược phẩm trị giá 600 tỷ đô la đang bán cái ý tưởng rằng trầm cảm xuất hiện bởi nồng độ serotonin trong não thấp, thế nên mọi người cần những thứ thuốc làm tăng nồng độ serotonin. Đó là giả thuyết về serotonin. Lý thuyết này vốn luôn thiếu chắc chắn và những bằng chứng giờ đây còn mâu thuẫn nặng nề với nhau. Vậy đấy, bực cái là các nhà khoa học không phải lúc nào cũng cùng một quan điểm. Vài người thậm chí còn không tin là có tồn tại một quan điểm chung. Những người khác thì phủ nhận quan điểm ấy và tự viết ra quan điểm của chính mình. Ví dụ như Robert Malenka, một giáo sư về khoa học hành vi ở Đại học Stanford, tin rằng các nghiên cứu nên được thực hiện ở các khu vực khác của não nữa, như phần nhỏ nằm ở giữa bán cầu phải của não, phần nhân não, nucleus accumbens, bé tí. Vùng này được biết đến là nơi chịu trách nhiệm cho các khoái cảm và nghiện ngập, nên cũng có lý khi cho rằng chúng ta có thể rơi vào trạng thái mất khả năng trải nghiệm khoái cảm, anhedonia, nếu vùng này hoạt động không trơn tru. Trạng thái tiêu trừ hoàn toàn các cảm giác hưng phấn này là triệu chứng chủ chốt của trầm cảm. Điều này cũng làm gợi nhớ đến mộng tưởng với tay vào hộp sọ và lấy ra phần làm chúng ta phiền não. Việc này là khả thi nếu ta luồn được tay qua toàn bộ vỏ não để chạm tới phần nhỏ bé nằm giữa tâm. Có thể việc soi xét một phần hay một chất hóa học cụ thể trong não chỉ đem lại một câu trả lời phiến diện. Có thể chúng ta nên nhìn lại cách sống, nhìn lại xem vì sao tâm trí ta không được cấu tạo đúng với cuộc sống ta đang trải nghiệm. Não bộ con người ngày nay, nếu xét đến khía cạnh nhận thức, xúc cảm và ý thức, về cơ bản vẫn không khác gì thời của Shakespeare hay Jesus hay Cleopatra hay thời đồ đá. Chúng không tiến hóa cùng nhịp độ với sự thay đổi. Con người ở thời đại đồ đá mới không bao giờ phải đối diện với những đống thư điện tử, hay những tin tức giật gân, hay quảng cáo pop-up, hay những video của Iggy Azalea, hay hệ thống check-out tự phục vụ ở Tesco Metro vào một tối thứ bảy đông đúc. Có lẽ, thay vì lo lắng về chuyện cải tiến công nghệ và dần dần cho phép bản thân chúng ta trở thành người máy, ta nên lo nghĩ đến việc làm sao có thể nâng cao khả năng thích nghi với những đổi thay này. Một điều tôi có thể chắc chắn, còn lâu chúng ta mới biết được tận cùng của khoa học, đặc biệt là trong một ngành mới mẻ như khoa học thần kinh. Thế nên hầu hết những gì chúng ta biết ở hiện tại sẽ bị bác bỏ hoặc xét lại trong tương lai. Đó là cách khoa học được duy trì, không phải bởi niềm tin mù quáng, mà bằng hoài nghi không ngừng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm vào ngay lúc này đây cũng là tất cả những gì ta cần phải làm, chính là lắng nghe bản thân mình. Trong quá trình cố gắng cải thiện mình, chỉ có một sự thật quan trọng duy nhất, đó là phương thức nào có hiệu quả với ta. Nếu có thứ gì đó hữu hiệu, ta cũng chẳng cần quan tâm vì sao lại thế. Diazepam không có tác dụng gì với tôi, thuốc ngủ và St. John's Wort và vi lượng đồng căng cũng không giúp gì được cho tôi cả. Chú thích: vi lượng đồng căng, homeopathy, là một thực hành lâm sàng y khoa dựa trên ý tưởng cơ thể có khả năng tự chữa lành bệnh của chính mình. Tôi chưa từng thử dùng Prozac
Vì mới nghĩ đến thôi mà trong tôi đã dấy lên cơn sợ hãi rồi, nên tôi không biết về loại thuốc này. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thử đến liệu pháp nhận thức hành vi. Chú thích: Cognitive Behavioral Therapy, một hình thức trị liệu tâm lý giúp bệnh nhân hiểu rõ sự ảnh hưởng của suy nghĩ và cảm xúc lên hành vi. Nếu thuốc men có tác dụng với bạn, thì việc đó liên quan đến serotonin hay những chu trình khác hay bất cứ thứ nào cũng chẳng hề gì. Cứ dùng đi. Trời ạ, kể cả nếu liếm dưới dán tường mà bạn thấy có tác dụng thì cứ liếm. Tôi không bài trừ thuốc men. Tôi ủng hộ bất cứ phương thức nào có hiệu quả. Và tôi biết thuốc có tác dụng với rất nhiều người. Có thể trong tương lai cũng đến lúc tôi phải dùng đến thuốc. Còn hiện giờ, tôi thực hiện những gì tôi biết để giữ bản thân ở mức độ khá ổn. Việc luyện tập giúp tôi rất nhiều, như khi tập yoga, khi hòa mình vào những điều tôi thích hay ở cạnh ai đó tôi yêu quý. Thế nên tôi tiếp tục thực hiện những cách này. Tôi đoán là trong sự thiếu vắng những phương án chắc chắn toàn diện, phòng thí nghiệm tốt nhất dành cho mỗi chúng ta là chính mình. Não bộ chính là cơ thể, phần 1. Chúng ta thường nhìn nhận não bộ và cơ thể như những phần riêng biệt. Nếu như ở những kỷ nguyên trước, trái tim là trung tâm sự tồn tại của chúng ta, hay ít nhất được đặt ngang hàng với tâm trí, thì giờ đây lại có sự tách biệt lạ lùng cho rằng tâm trí điều khiển tất thảy, tự như nó là người điều khiển ngồi trong buồng máy xúc GCB. Ý niệm coi sức khỏe tinh thần là một điều gì đó tách biệt với sức khỏe thể chất có thể hơi mơ hồ trên một số khía cạnh. Có rất nhiều triệu chứng liên quan đến lo âu và trầm cảm diễn ra ở các bộ phận khác trên cơ thể. Chẳng hạn như loạn nhịp tim, đau nhức các chi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cảm giác gai gai thường thấy khi lo âu hồi hộp, đau mỏi tay chân và cơn mệt mỏi toàn thân đôi khi trở thành một phần của cơn trầm cảm. Thằng điên. Tôi cho rằng lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy não mình hơi lỏng ốc vít, hơi khang khát là khi tôi 13 tuổi. Lúc ấy là vài tháng sau khi tôi cố gắng tẩy nốt ruồi của mình bằng bàn chải. Khi ấy tôi đang ở quận Pitt, Derbyshire. Chuyến tham quan ở trường, hội con gái ở lại nhà trọ. Tụi con trai đáng lẽ cũng phải ở đó, nhưng có đoàn khác đặt phòng, nên 8 thằng chúng tôi ở khu nhà bên ngoài, cũng gần cái nhà trọ ấm áp. Tôi ghét phải xa nhà. Đấy cũng là một nỗi lo sợ lớn của tôi. Tôi muốn được về chiếc giường của mình và ngắm tấm áp phích của Beatrice Dale hay đọc cuốn Christine của Stephen King. Tôi nằm ở giường tầng trên, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quang cảnh đang đặt dưới bầu trời không một ánh sao. Tôi không thân với đứa nào trong đám con trai ở đây. Chúng nó chỉ nói về bóng đá, chủ đề tôi không tỏ tường cho lắm, và quay tay, chủ đề tôi biết rõ hơn chút, nhưng không thấy thoải mái khi bàn tán với nhiều người. Thế nên tôi giả vờ ngủ. Không có giáo viên ở cùng chúng tôi trong dãy giường này, có cảm giác giống như trong chúa ruồi, điều tôi không lấy làm thích thú cho lắm. Tôi đã thấm mệt. Chúng tôi đã đi bộ khoảng 10 dặm ngày hôm đó, đa phần là băng qua những đầm lầy rêu mốc. Cơn buồn ngủ phủ lên tôi, nặng nề và tối tăm như khung cảnh quanh đây. Rồi tôi thức giấc vì tiếng cười. Tiếng cười điên dại, cứ như điều gì đó lố lăng nhất trên quả đất vừa xảy ra. Tôi đã nói mớ. Đối với một thằng con trai 13 tuổi, thì không có gì hài hước bằng việc chứng kiến một khoảnh khắc yếu đuối bất ngờ và đáng xấu hổ của một thằng con trai 13 tuổi khác. Tôi đã nói luyên thuyên gì đó về những con bò và Newark. Newark là quê nhà của tôi, nên cũng dễ hiểu tại sao tôi nhắc đến. Nhưng mấy con bò thì hơi kỳ. Làm gì có bò ở quận Pitt nơi chúng tôi đang tham quan. Tụi nó bảo tôi đã nói mớ, nhắc đi nhắc lại. Kelham là ở Newark. Kelham là một ngôi làng ngay bên ngoài Newark, nơi đặt hội đồng thị trấn. Bố tôi là một kiến trúc sư từng làm việc trong bộ phận quy hoạch của thị trấn. Tôi cố gắng hết sức để lái câu chuyện thành trò đùa, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, lo lắng. Nói chung, một chuyến tham quan ở trường cũng chỉ là đến trường. Tôi không thích thú gì với trường học từ hồi 11 tuổi, khi tôi học ở một trường làng với tổng sĩ số 28 học sinh. Trường tôi đang học, Trung học Magdalene, là một nơi tôi thấy không vui vẻ cho lắm. Tôi đã dành khá nhiều thời gian trong năm đầu tiên giả vờ bị đau dạ dày, điều mà cũng hiếm người tin là thật.
rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy trở lại thì tôi đang run rẩy, tôi đang đứng sững, tôi có cảm nhận được cả khí lạnh. Và trên bàn tay tôi, máu đang nhỏ giọt khá nhiều. Cả bàn tay tôi đỏ lòm và bóng lên vì máu. Có một mảnh kính nhô lên trong lòng bàn tay tôi. Trước mặt tôi là cửa sổ đã bị đập vỡ. Tôi thấy kinh sợ. Những thằng con trai khác đã tỉnh dậy, nhưng chúng nó không cười nữa. Một giáo viên đã đến chỗ chúng tôi, hoặc cũng sắp đến rồi. Tay tôi cần được băng bó. Tôi đã ra khỏi giường trong cơn mây ngủ. Tôi đã gào lên một cách khá buồn cười, tiếp tục về những con bò. Lũ bò đang đến, lũ bò đang đến. Sau đó tôi đã đi tiểu cạnh giường của một đứa, rồi tôi đập vỡ kính cửa sổ. Không lâu sau, một đứa trong hội con trai giật tay tôi và tôi tỉnh dậy. Đây không phải là lần đầu tôi bị mộng du. Vào năm trước đó, tôi đã vào phòng em gái tôi và lấy sách xuống khỏi giá, cứ nghĩ là mình đang ở trong một thư viện. Nhưng cơn mộng du của tôi chưa bao giờ xảy ra ở nơi công cộng, cho đến lúc này. Vậy là tôi gặt hái được một biệt danh mới, thằng điên. Tôi thấy mình như một kẻ lập dị, nhưng tình hình của tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi có bố mẹ yêu thương, một vài người bạn và một đứa em gái tôi có thể nói chuyện hàng giờ. Cuộc sống của tôi khá thoải mái và bình thường, nhưng đôi khi cảm giác cô độc xâm chiếm tôi. Tôi thấy cô đơn, không phải trầm cảm, chỉ là một phiên bản của cảm giác vật lộn, mới lớn, không ai hiểu tôi hết. Đương nhiên, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Tôi lo lắng về nhiều thứ, chiến tranh hạt nhân, Ethiopia, niềm phấn khích được đi phà. Lúc nào tôi cũng lo lắng. Điều duy nhất không khiến tôi lo âu là điều đáng ra tôi phải lo nhất, chính là sự lo âu. Phải mất 11 năm sau tôi mới nhận ra điều này. Những ngày chồng tháp Jenga. 11 năm sau khi đập kính cửa sổ trong khi ngủ, trong khoảng thời gian mà sau này tôi gọi là những tháng xuống dốc, tôi có khá nhiều thời gian trống rỗng để nhìn trực diện vào lo âu. Bố mẹ tôi dậy đi làm, và sau đó tôi cùng anh Tre trải qua những ngày dài trong nhà. Thật lạ lùng khi viết về khoảng thời gian này. Ý tôi là, thực sự thì chẳng có gì để mà viết cả. Nếu nhìn từ ngoài vào, thì lúc đó là khoảng thời gian ít sự kiện nhất trong cuộc đời tôi. Từ ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy tôi nói chuyện với Andre. Nếu không ở trong phòng ngủ từ thơ ấu của tôi, thì sẽ là trong căn bếp dưới tầng. Đôi khi chúng tôi phiêu lưu ra ngoài để đi bộ một quãng ngắn vào buổi chiều. Chúng tôi sẽ đi tới cửa hàng gần nhất nơi góc phố, chỉ khoảng 200 hay 300 mét cách nhà. Hay vào những ngày táo bạo hơn, chúng tôi đi bộ dọc sông Trent, chỗ hơi xa nhà một chút, ở phía bên kia của trung tâm thị trấn. Và thế là tôi sẽ đi qua những con phố tôi biết rất rõ từ ngày còn bé. Tại sao chúng có thể trông vẫn y nguyên, trong khi bản thân tôi lại cảm thấy rất khác? Đôi khi chúng tôi mua một tờ báo, một hộp súp và chút bánh mì, trở về nhà đọc tẹo báo chí rồi hâm súp ăn. Sau đó, chúng tôi phụ chuẩn bị bữa tối. Và chỉ có thế thôi. Nói chuyện và ngồi và đi bộ. Không có gì phiêu lưu giống như Lawrence ở xứ Ả Rập. Chú thích: Lawrence xứ Ả Rập, nhân vật trong bộ phim cùng tên. Phim kể về chuyến phiêu lưu, một sĩ quan Anh được cử đến Trung Đông trong Thế chiến 1. Cuộc sống ở nốt trầm nhất có thể của một thanh niên 24 tuổi. Thế nhưng đó lại là những ngày căng thẳng nhất trong đời tôi từng sống. Những ngày ấy chứa đựng hàng ngàn những cuộc chiến nhỏ. Chúng đầy ắp những kỷ niệm đau thương tới mức đến tận bây giờ, sau 14 năm rưỡi, tôi mới có thể nhìn chúng trực diện. Tôi đã từng tuyệt vọng cùng cực. Người ta nói cứ từ từ, một chút mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn tự nghĩ trong lòng, người ta nói thì dễ lắm. Những ngày dài như những dãy núi, một tuần không khác gì leo qua đỉnh Himalayas. Bạn thấy đấy, người ta cũng nói rằng thời gian là tương đối, nó thực sự là như thế đó. Einstein chỉ cách để hiểu thuyết tương đối là tưởng tượng sự khác biệt giữa tình yêu và đau đớn. Khi bạn đang cưa cẩm một cô nàng, thì một tiếng đồng hồ cứ nhanh như một giây. Trong khi bạn ngồi trên chiếc chảo nóng đỏ, thì một giây lại dài như cả tiếng. Mọi khoảnh khắc với tôi đều nóng đỏ, và điều duy nhất tôi thực sự ước ao, ngoài cảm thấy khá hơn,
là cho thời gian trôi nhanh hơn nữa. Tôi muốn 9 giờ là 10 giờ, tôi muốn buổi sáng là buổi chiều, tôi muốn ngày 22 tháng 9 là ngày 23 tháng 9. Tôi muốn ánh sáng là bóng tối và bóng tối là ánh sáng. Trong phòng tôi vẫn còn quả cầu pha lê đồ chơi ngày nhỏ. Thi thoảng tôi vẫn đứng đó quay quả cầu, ước rằng tôi có thể xoay được cả thế giới sang đến thiên niên kỷ tiếp theo. Tôi bị ám ảnh với thời gian theo một cách một số người ám ảnh về tiền bạc. Đó là vũ khí duy nhất tôi có. Tôi muốn dành dụm giờ và phút như để dành từng đồng xu. Trong đầu tôi, giữa những cơn sóng hoảng loạn, ý niệm này nổi lên như một tia hy vọng. Bây giờ là ngày 3 tháng 10, 22 ngày kể từ khi nó đến. Càng nhiều thời gian trôi qua, và tôi vẫn A. còn sống, và B. không nhìn gà hóa quốc, thì tôi càng cảm thấy như tôi có cơ hội vượt qua nó. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Tôi xếp dồn những ngày như thế lại, như xếp các khối gỗ của trò Jenga. Chú thích: trò Jenga, trò chơi xếp các khối gỗ bằng nhau ngay ngắn thành một tháp cao, rồi từng người cẩn thận rút một khối ra. Người chơi sẽ thua nếu làm tháp đổ sập. Tưởng tượng mình đang có tiến bộ, và rồi đổ sụp, vỡ tung, theo nó là một cơn sợ hãi 5 tiếng đồng hồ hoặc một ngày đen tối như tận thế. Và những ngày chồng tháp Jenga kiểu ấy lại được dựng lại từ đầu. Những dấu hiệu cảnh báo. Những dấu hiệu cảnh báo trầm cảm rất khó để nhận biết. Đặc biệt với những người chưa từng có trải nghiệm trầm cảm, thật khó để biết được khi nào thì gặp phải chúng. Một phần vì vài người mơ hồ không biết trầm cảm thực chất là cái gì. Chúng ta dùng trầm cảm như một từ đồng nghĩa với buồn. Điều này cũng không sao. Cũng như chúng ta dùng chết đói như một từ đồng nghĩa với đói. Mặc cho sự khác biệt giữa trầm cảm và buồn rầu cũng tương tự như sự khác biệt giữa chết đói thực sự và hơi đói bụng. Trầm cảm là một bệnh lý, nhưng nó không có biểu hiện như nổi mẩn hay ho khan. Nó khó có thể nhìn ra vì bản chất nó là vô hình. Dù bệnh lý này nghiêm trọng, việc người bệnh nhận ra những dấu hiệu ban đầu cũng khó đến mức đáng ngạc nhiên. Không phải vì những dấu hiệu ấy không tệ hại, nó tệ, nhưng những cảm giác tồi tệ ấy cứ như không thể nhận diện hoặc có thể bị đánh đồng với những thứ khác. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy vô dụng thì bạn có thể sẽ nghĩ: mình thấy mình vô dụng vì rõ là mình vô dụng mà. Rất khó có thể nhìn nhận nó như một triệu chứng bệnh lý. Hoặc kể cả nó được nhìn ra, thì nhiều khả năng việc nhìn nhận thấp giá trị bản thân kèm với sự mỏi mệt sẽ khiến người bệnh mất rất nhiều ý chí hoặc hoàn toàn không còn khả năng nói ra điều ấy. Nhưng dù trong trường hợp nào, vẫn có những dấu hiệu thường thấy ở một người bị trầm cảm. Mệt mỏi. Nếu một người luôn luôn mỏi mệt không vì lý do gì. Hạ thấp giá trị bản thân, một dấu hiệu khó nhận biết, đặc biệt ở những người không có thói quen thoải mái chia sẻ về cảm xúc của họ. Và việc nhìn nhận giá trị bản thân thấp thực sự không tốt cho việc sống, học tập và làm việc. Tâm thần vận động bị trì trệ, psychomotor retardation. Trong những trường hợp nhất định của trầm cảm, có thể xảy ra vận động và nói chậm. Mất cảm giác ngon miệng. Dù đôi khi cảm giác thèm ăn gia tăng đột biến cũng có thể là một triệu chứng. Bồn chồn. Mặc dù thật ra thì đây có thể là dấu hiệu của bất cứ điều gì. Có những giai đoạn khóc thường xuyên. Anhedonia. Tôi thấy từ này lần đầu khi biết đây là tựa phim mà Woody Allen vốn định đặt cho Annie Hall. Nó có nghĩa, như tôi từng nói, là sự mất khả năng trải nghiệm niềm vui sướng. Ngay cả trong những điều thư giãn nhỏ nhoi nhất, như mặt trời lặn và thức ăn ngon, hay xem loạt hài Chevy Chase mờ mịt từ những năm 80, kiểu như vậy. Đột ngột sống khép kín. Nếu ai đó có vẻ ít nói hơn hay hướng nội hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ trầm cảm. Tôi nhớ có những khoảng thời gian tôi không nói được gì, cứ như lưỡi tôi không thể cử động được, và việc nói chuyện trở nên thật vô ích, cứ như thể những điều mọi người đang nói thuộc về một thế giới khác. Những con quỷ. Con quỷ ngồi cạnh tôi trên băng ghế sau xe. Hắn nửa thực nửa hư, không hẳn là một ảo giác, cũng không trong suốt như bóng ma trong công viên giải trí, tồn tại mà cũng không tồn tại. Nó ở đó khi tôi nhắm mắt lại, nó thậm chí vẫn ở đó khi tôi mở mắt ra nhìn lần nữa.
và dường như những hình ảnh từ tâm trí bước ra hiện thực sau cái chớp mắt ấy. Nhưng nó vẫn là cái gì đó giống tưởng tượng hơn là nhìn thấy. Hắn thấp lùn, chưa cao đến 1 mét. Hắn ngước lên nhìn tôi và cười, trông quỷ quyệt và xám xịt, như một cái máng xối nước hình thù kỳ quái trên nhà thờ. Chú thích: nguyên gốc Gargoyle, máng xối nước được điêu khắc thành hình đầu thú hoặc đầu người hay có ở các nhà thờ. Hắn nhổm dậy trên ghế và bắt đầu liếm láp mặt tôi. Hắn có cái lưỡi dài và khô ráp. Hắn cứ tiếp tục liếm, liếm, liếm. Thực tình hắn không làm tôi sợ. Ý tôi là nỗi sợ hẳn nhiên vẫn hiện diện ở đó. Tôi vẫn luôn sống trong sợ hãi. Nhưng con quỷ không đẩy tôi sâu hơn vào nỗi kinh hoàng. Nếu hắn có gì tác động đến tôi thì đó là sự an ủi. Những cái liếm láp đều thân thiện, cứ như tôi là một vết thương và hắn là con thú đang cố gắng chữa lành. Chiếc xe đang hướng đến nhà hát hoàng gia Nottingham. Chúng tôi xuống xe để xem vở Hồ Thiên Nga. Đó là một vũ đoàn với những con thiên nga toàn là vũ công nam. Mẹ tôi đang nói gì đó. Andre ngồi trên ghế cạnh tay lái, lắng nghe mẹ tôi với sự kiên nhẫn lịch sự. Tôi không nhớ bà đã nói gì, nhưng tôi nhớ là bà đang nói, bởi lúc ấy tôi cứ nghĩ không thôi trong đầu rằng: lạ thật đấy, mẹ đang nói về Matthew Bourne và bạn của mẹ. Mấy người đã xem vũ đoàn này rồi, và có một con quỷ vui vui trên bàn ghế sau đang liếm mặt mình. Cái vụ liếm láp trở nên hơi khó chịu. Tôi cố gắng gạt đuổi con quỷ đi hoặc dập tắt ý nghĩ về nó. Nhưng đương nhiên hành động này chỉ khiến chuyện tệ hơn. Liếm, 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 liếm. Tôi không thực sự cảm thấy cái lưỡi của hắn trên da mình, nhưng cái ý nghĩ con quỷ đang liếm tôi chân thực đến mức khiến não tôi rung nhẹ, như thể tôi đang bị chọc cù. Con quỷ cười. Chúng tôi đi vào nhà hát. Những con thiên nga khiêu vũ. Tôi cảm thấy tim mình tăng tốc. Bóng tối, sự tù túng, mẹ đang nắm lấy tay tôi. Tất cả thật quá sức chịu đựng. Vậy đấy, mọi thứ vậy là hết. Trừ việc, đương nhiên, nó chưa xong. Tôi ngồi lại trên ghế. Lo âu và trầm cảm, món cocktail phổ biến nhất của sức khỏe tinh thần, được hòa trộn theo những cách kỳ lạ. Tôi thường nhắm mắt lại và nhìn thấy những điều kỳ quái. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy những điều lạ lùng ấy xuất hiện chỉ vì một trong những điều tôi sợ hãi là trở nên điên khùng. Và nếu bạn bị điên thì nhìn thấy những thứ vốn không xuất hiện có thể là một triệu chứng. Nếu bạn sợ khi không có lý do gì để sợ thì dần dần não bạn phải cho bạn một số thứ để sợ. Thế nên cái câu nói xưa cũ, điều duy nhất phải sợ chính là bản thân nỗi sợ, trở thành một câu bẩn cợt vô nghĩa. Bởi bản thân nỗi sợ là quá đủ rồi. Bản thân nó thực ra là một con quỷ. Và đương nhiên, những con quỷ có thật, Stephen King đã nói. Và những bóng ma cũng là thật. Chúng tồn tại trong ta, và đôi khi chúng thắng. Tối rồi, căn nhà yên ắng nên chúng tôi cũng cố gắng lặng yên. Em yêu anh, cô ấy thầm thì. Anh yêu em, tôi thì thầm lại. Chúng tôi hôn nhau. Tôi cảm thấy những con quỷ đang dõi theo mình, đứng xung quanh chúng tôi khi chúng tôi đang hôn nhau trong vòng tay. Và chậm rãi, trong tâm trí tôi, những con quỷ tạm rút lui một lúc. Tồn tại. Cuộc sống thật khó khăn. Nó có thể đẹp và tuyệt vời, nhưng nó cũng thật khó khăn. Cách mọi người vẫn làm để duy trì là không nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng một số người không có khả năng làm như vậy. Ngoài ra, đó cũng là nhân thế. Chúng ta tư duy, thế nên chúng ta tồn tại. Chú thích, nguyên gốc: we think, therefore we are. Dựa theo phát biểu triết học nổi tiếng của René Descartes: I think, therefore I am. Tôi tư duy, nên tôi tồn tại. No, that's not the truth. Chúng ta biết rằng mình sẽ già đi, bệnh tật, rồi chết, và biết rằng những điều ấy rồi sẽ xảy ra với mọi người ta biết, mọi người ta yêu. Nhưng ta cũng phải nhớ rằng đó là lý do duy nhất vì sao chúng ta có tình yêu. Con người có thể là loài duy nhất cảm nhận trầm cảm theo cách chúng ta vẫn chịu đựng, nhưng nó đơn giản là bởi chúng ta là một giống loài cũng nổi trội, một loài đã tạo ra những thứ khá đáng ghi dấu: những nền văn minh,
ngôn ngữ, những câu chuyện, những bản tình ca. Chiaroscuro có nghĩa là sự tương phản của ánh sáng và bóng tối. Trong những bức vẽ Chúa Jesus của hội họa Phục Hưng chẳng hạn, bóng tối được dùng để làm nổi bật phần ánh sáng đang bao lấy Chúa. Thật khó để chấp nhận rằng cái chết, sự phân rã và mọi điều tồi tệ sẽ dẫn đến mọi điều tốt đẹp. Nhưng tôi là một người tin vào điều ấy. Như Emily Dickinson, một thi nhân vĩnh cửu vĩ đại và đôi khi sợ khoảng trống, cho hay: điều không bao giờ quay trở lại chính là điều làm cuộc sống mãi ngọt ngào. Phần 3. Thức tỉnh. Roy Neary. Cứ nhắm mắt lại và nín thở, mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Steven Spielberg, Giáp mặt loài thứ ba. Chú thích: Close Encounters of the Third Kind, 1977, một bộ phim viễn tưởng của Steven Spielberg về anh công nhân Roy Neary gặp người ngoài hành tinh. Những điều tôi nghĩ trong lần đầu tiên gặp cơn hoảng loạn. 1. Mình sắp tiêu rồi. 2. Mình sẽ điên loạn đến mức không trở lại bình thường được nữa. 3. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. 4. Mọi chuyện sẽ chỉ có tệ hơn mà thôi. 5. Không có trái tim nào lại đập nhanh thế này cả. 6. Suy nghĩ của mình diễn tiến quá nhanh. 7. Mình vào trong mất rồi. 8. Chưa ai từng cảm thấy như mình lúc này, chưa từng, trong cả lịch sử loài người. 9. Tại sao hai cánh tay mình tê dại thế này? 10. Mình sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này. Những điều tôi nghĩ trong lần thứ 1000 gặp cơn hoảng loạn. 1. Nó lại đến rồi đấy. 2. Cảm giác này quen quen. 3. Nhưng ơ kìa, cảm giác vẫn khá là chán. 4. Chắc mình chết mất. 5. Mình sẽ không chết đâu. 6. Mình vào trong rồi. 7. Đây là điều tệ hại nhất mình từng phải chịu. 8. À không, không phải. Nhớ hồi ở Tây Ban Nha chứ. 9. Sao hai cánh tay mình lại tê dại thế này? 10. Mình sẽ vượt qua nó thôi. Nghệ thuật độc hành. Khi ở vào kỳ nặng nhất của trầm cảm, tôi đã dính kèm thêm một số chứng bệnh tâm lý khác. Con người chúng ta thích phân tách các thứ. Chúng ta thích chia hệ thống giáo dục thành các môn học riêng biệt, cũng như thích phân trái đất chung này thành các quốc gia và chia các cuốn sách thành những thể loại khác nhau. Nhưng thực tế là các ranh giới khá mờ nhạt, như là ai giỏi toán học thì thường sẽ giỏi vật lý, cũng như mắc trầm cảm thì cũng thường đi kèm với một số thứ khác. Chứng lo âu, có thể thêm vài chứng ám ảnh sợ hãi và một chút OCD. Việc bị ép phải nuốt gì đó vốn làm tôi sợ. Tôi cũng từng bị bệnh sợ khoảng trống và mắc chứng lo âu chia ly trong một thời gian. Chú thích: Separation anxiety, chứng rối loạn lo âu mà người bệnh trải qua cảm giác lo âu quá mức về việc bị chia cách với gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Một cách để đong đếm quá trình tiến triển của tôi là tính khoảng cách mà tôi có thể đi bộ một mình. Nếu tôi đang ở bên ngoài mà không có Andra hay bố mẹ bên cạnh, tôi sẽ không thể chịu nổi. Nhưng thay vì né tránh tình trạng này, tôi ép bản thân mình phải đối mặt với nó. Tôi nghĩ cách này hiệu quả, dù nó khá là ghê, luôn phải đối mặt và lao vào nỗi sợ, nhưng nó có vẻ hiệu quả. Vào những ngày tôi cảm thấy dũng mãnh hơn thường lệ, tôi sẽ nói gì đó, nói gì đó rất anh dũng, kiểu như: anh sẽ đi ra cửa hàng mua ít sữa và Marmite. Chú thích: một loại gia vị sệt làm từ ngũ cốc lên men, thu được trong quá trình làm bia, được dùng để phết bánh mì. Được cho là làm tăng các chất dẫn truyền thần kinh, tốt cho não bộ, mặc dù giới khoa học vẫn đang tranh cãi về tác dụng này của nó. Và Andre sẽ nhìn tôi rồi nói: anh đi một mình á? Ừ, đi một mình, anh sẽ ổn thôi. Đó là năm 1999, rất nhiều người vẫn chưa dùng điện thoại di động, thế nên việc bạn ở một mình vẫn đồng nghĩa với ở một mình. Và thế nên tôi sẽ nhanh chóng khoác áo lên người, túm vội chút tiền và ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, cố gắng chạy đua với cơn sợ hãi.
Vào lúc tôi đến cuối phố Wellington, con phố nhà bố mẹ tôi, thì nó đã ở đó. Cái bóng tối thì thầm với tôi, và tôi sẽ rẽ sang phố Sleaford. Những hiên nhà gạch màu cam với rèm lưới, và tôi cảm thấy mức độ sâu đậm của sự bất an, như tôi đang nằm trong một con tàu thoi đang rời quỹ đạo trái đất. Đây không đơn giản là một đoạn đi bộ đến cửa hàng, đây là Apollo 13. Chú thích: tàu không gian của Mỹ có nhiệm vụ hạ cánh trên mặt trăng vào năm 1970. Do sự cố nổ bình oxy trên tàu nên cuộc đổ bộ bị hủy bỏ. Không sao đâu, tôi thì thầm với bản thân mình. Tôi sẽ lướt qua một người đang dắt chó đi dạo, và họ sẽ lờ tôi đi, hoặc họ sẽ nhăn nhó, hay tệ hơn là cười với tôi. Và thế nên tôi sẽ cười đáp lại, sau đó tự trừng phạt mình trong đầu. Đó là yếu tố kỳ cục của trầm cảm và lo âu. Dường như nó vô cùng sợ hãi hạnh phúc, mặc dù bản thân bạn lại rất muốn có được hạnh phúc ấy hơn bất cứ thứ gì. Thế nên nếu nó bắt gặp bạn mỉm cười, kể cả cười giả vờ, thì mấy thứ đó đơn giản là không được phép, bạn biết mà. Nên nó phải đáp lại đến 10 tấn những điều trái ngược để cân bằng. Sự kỳ cục, cái cảm giác ở bên ngoài một mình, nó cũng thiếu tự nhiên, như một cái mái nhà lơ lửng mà bên dưới không có những bức tường. Tôi nhìn thấy cửa hàng ở ngay phía kia rồi. Những chữ cái trên biển hiệu của tiệm Londis nhìn vẫn nhỏ xíu và xa xăm. Có quá nhiều buồn bã và nỗi sợ phải bước qua mới tới được. Mình không đi tiếp được đâu. Mình không thể nào đi và đến cửa hàng được nữa. Không thể đi một mình, rồi lại còn tìm sữa và cả mama. Nếu mày quay về nhà thì mày vẫn sẽ yếu đuối hơn thôi. Mày định làm gì nào? Quay về rồi bị lạc và phát điên à? Nếu mày quay về thì khả năng phải sống suốt đời trong một phòng giam tường trắng bốn bề còn cao hơn nữa. Đi đi nào, chỉ cần đi tới cửa hàng thôi. Đó là một cửa hiệu. Mày đã từng đi bộ đến cửa hiệu góc phố này một mình từ hồi mày 10 tuổi. Bước một chân lên trước, bẻ vai ra sau, thở đi nào. Sau đó, trái tim tôi đập dồn dập. Kệ nó đi. Nhưng nghe này, thịt, 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 thịt. Kệ nó đi. Nhưng nghe này, phải nghe đây này. Chưa kể những thứ khác nữa. Những hình ảnh trong tâm trí như trích xuất thẳng từ mấy bộ phim kinh dị chưa được thực hiện. Cảm giác châm chích râm ran đằng sau gáy, lan ra khắp não bộ. Bàn tay và cánh tay đều tê dại. Cảm giác mình trống rỗng trong xác thịt. Cảm giác đang tan biến. Cảm giác là một bóng ma cậy nhờ vào năng lực từ những cơn lo âu để tồn tại. Rồi dần dần cảm thấy khó thở nữa. Không khí loãng ra. Phải tập trung ghê gớm lắm tôi mới kiểm soát được hơi thở. Cứ đi đến cửa hàng đi. Cứ đi tiếp đi. Đến đó đi. Tôi đến được cửa hàng. Dù sao thì mấy cửa hiệu là nơi tôi dễ bị hoảng sợ nhất, dù cho có đang đi cùng Andrea hay không. Những cửa hiệu khiến tôi lo âu cực kỳ. Tôi chưa bao giờ dám chắc nguyên do là gì nữa. Có phải tại ánh đèn không? Có phải tại cách bố trí mang tính hình học của những lối đi giữa các gian hàng không? Có phải tại máy quay an ninh không? Có phải tại cách những nhãn hàng đang gào lên đòi sự chú ý không? Và khi bạn đang hòa mình sâu sắc với khung cảnh xung quanh, thì cách gây chú ý của chúng làm phiền bạn. Thật như là bị ám sát bởi Unilever. Chú thích: tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Anh, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, nhưng mặt hàng đã quen thuộc ở Việt Nam. Mà đây mới chỉ là cửa hiệu Landis thôi, chẳng phải một siêu thị to lớn gì. Cửa thì mở, con phố thì ngay kia. Và con phố lại còn nối với phố nhà bố mẹ tôi, nơi có ngôi nhà của bố mẹ, nơi có Andrea. Cô ấy là nơi có tất cả. Nếu tôi chạy, tôi có thể sẽ về lại nhà chỉ trong hơn một phút. Tôi cố gắng tập trung. Coco Pops, khó quá đi. Frosties, thật sự khó đấy. Ngũ cốc hạt giòn, bỏng đường. Còn quái vật mật ong chưa bao giờ trông lại ra dáng quái vật đến thế. Tôi ở đây để làm gì, ngoài cái việc muốn tự minh chứng gì đó với bản thân? Thật là điên quá. Đây là việc điên rồ nhất mình từng làm. Đây chỉ là một cửa hiệu thôi mà. Đây chỉ là một cửa hiệu tạp hóa mà mày đã từng vào, một mình, đến cả 500 lần rồi. Cố níu nào. Nhưng níu vào cái gì đây?
chẳng có gì để bám víu vào, mọi thứ đều trơn tuột. Cuộc sống thật là bất tận khó khăn. Nó bao gồm hàng ngàn nhiệm vụ đòi hỏi cần phải thực hiện cùng một lúc. Và mày là 1.000 nhân cách khác nhau, đều đang bay biến lướt khỏi trung tâm. Điều mà tôi vốn chưa nhận ra, từ trước lúc tôi ốm yếu về mặt tâm lý, đó là khía cạnh vật lý của nó. Ý tôi là, ngay cả những điều đang diễn ra trong đầu bạn cũng đều là cảm giác vật lý rất thật. Não bộ tôi râm ran, ù đặc, phập phù và giật thột. Đa phần những cảm giác này diễn ra gần rìa vỏ não, trong thùy hậu chẩm. Chú thích: occipital lobe, phần não ở vị trí sau đầu, ngay trên gáy. Mặc dù cũng có một vài cảm giác hơi gai gợn, như sóng tivi, cảm giác như tiếng nhiễu nhẹ xuất hiện ở thùy trán. Nếu nghĩ ngợi quá nhiều, bạn có thể cảm thấy những suy nghĩ này đang hiện hữu sống dậy trong đầu. Như Flaubert đã viết, một niềm đam mê vô tận được dung chứa trong chỉ một phút thì như đám đông bị nhồi trong nơi chật hẹp. Chú thích: Gustave Flaubert là một tiểu thuyết gia người Pháp, được coi là một trong những tiểu thuyết gia lớn nhất của phương Tây. Biến ngay khỏi cửa hàng này thôi, quá lắm rồi, mày không thể chịu đựng hơn nữa. Não mày sắp nổ tung bây giờ. Não thì chưa nổ tung được đâu. Cuộc sống không phải như một bộ phim của David Cronenberg. Chú thích: David Cronenberg, một trong những người khơi mào dòng phim thường được gọi là kinh dị sinh học, tập trung vào việc khơi dậy nỗi sợ từ những biến đổi, biến dạng của bộ phận cơ thể người. Nhưng có thể tôi lại rơi vào con đường cũ. Có thể cú rơi xảy ra ở Ibiza chỉ mới lôi tôi xuống nửa quãng độ cao. Có thể cái thế giới ngầm thực sự còn sâu tối hơn nữa dưới tầng hầm, và tôi đang trên đường rơi xuống ấy. Rồi kết cục, tôi sẽ như một người lính bị sang chấn trong bài thơ nọ, cả đời rê bóng và hú hét và lạc lối, chẳng còn có nỗi ý thức tự kết liễu mình. Và có thể cửa hiệu này là nơi đang dẫn lối tôi đến cái kết ấy. Có một người phụ nữ đứng sau quầy thu ngân. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cô ấy. Cô tầm tuổi tôi. Có thể cô học cùng trường với tôi từ bé, nhưng tôi không nhận ra. Cô ấy có mái tóc nhuộm đỏ nửa vời. Cô cao lớn, làn da nhợt nhạt và đang đọc một cuốn tạp chí lá cải. Cô ấy nhìn còn bình thản hơn cả bình thường. Tôi muốn đổi vai. Tôi muốn được là cô ấy. Tôi cực kỳ muốn được là cô ấy. Như thế nghe có ngu lắm không? Đương nhiên là có. Tất cả mấy suy nghĩ này nghe đều ngu. Indiana Jones và ngôi đền Marmite. Chú thích: nhại tên phần phim hành động Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc 1984. Tôi đã tìm thấy lọ Marmite. Tôi tóm lấy nó khi một bạn rap cũ của Eric B và Rakim đang chạy nhanh trong đầu tôi. Tao cũng là một bước điều khắc, sinh ra đã có đường nét chạm khắc. Còn tôi là một bước điều khắc vô tổ chức. Bước điều khắc chẳng đường nét này vẫn còn đi lấy chai sữa nữa. Từng hàng những chai sữa trong tủ lạnh trông có thể đáng sợ và bất bình thường như bất cứ thứ gì, nếu ở đúng hay sai điểm nhìn. Bố mẹ tôi hay mua sữa tách nửa kem, nhưng loại duy nhất tách nửa kem ở đây chỉ bán theo nửa lít, chứ không có chai một lít như thường có. Nên tôi nhấc hai chai nửa lít, luồn ngón tay giữa qua móc treo và đưa đi, và mang cả hộp Marmite ra quầy tính tiền. Thịt, 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 thịt. Cô gái tôi muốn được đổi vai không nhanh nhẹn lắm khi làm việc. Tôi nghĩ cô là người thu ngân chậm nhất tôi từng thấy. Tôi nghĩ cô ấy có thể là yếu tố thôi thúc mong muốn hướng đến các quầy tính tiền tự động ở nhiều cửa hàng trong tương lai. Dù tôi muốn trở thành cô, nhưng cái sự chậm chạp của cô vẫn khiến tôi thấy ghét. Nhanh lên đi. Tôi không nói ra miệng. Cô có biết cô đang làm gì không? Tôi muốn quay lại bắt đầu cuộc đời mình chậm rãi như tốc độ của cô ấy. Anh có cần túi không? Tôi cũng cần túi đựng, nhưng không dám làm cô ấy trì hoãn thêm nữa. Đứng yên đây đã là một điều rất khó. Khi mọi tế bào trong bạn đều đang hoảng loạn, thì bước đi vẫn còn hơn là đứng yên. Điều gì đó tràn ngập tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy những con quỷ lùn đang vui vầy, cười vào mặt tôi, cứ như thể sự điên loạn của tôi là một trò đùa ở lễ hội hóa trang. Thôi, không cần đâu, nhà tôi ở ngay góc phố, ngay khúc cua. Tôi đưa trả một tờ 5 bảng. Cô cứ giữ tiền thừa.
và cô ấy bắt đầu nhận thấy tôi có vẻ hơi kỳ lạ, và tôi rời cửa hàng và ảo ra ngoài, trở lại thế giới rộng mở, và tôi tiếp tục bước đi nhanh nhất có thể, tăng tốc thành chạy, có thể là một kiểu đầu hàng. Cảm thấy như một con cá nằm trên mạn thuyền, cần gấp được trở về nước. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Tôi rẽ sang góc phố và cầu nguyện cho mình đừng gặp bất kỳ người quen nào trên phố Wellington. Không một ai cả, chỉ có sự trống vắng và không khí của vùng ngoại ô, nửa biệt lập của những ngôi nhà từ cuối thời Victoria, đứng xếp hàng nhìn chằm chằm vào nhau. Và tôi về lại số nhà 33, nhà của bố mẹ tôi. Tôi reo chuông cửa, rồi Andre ra đón, và tôi vào nhà, nhưng không có sự nhẹ nhõm chờ ở đó. Bởi tâm trí tôi nhanh chóng chỉ ra rằng, việc thấy nhẹ nhõm sau một chuyến đi sống chết tới cửa hiệu tạp hóa ở góc phố là một xác nhận khác về sự đau bệnh của tôi, chứ không phải gì tốt đẹp. Nhưng có thể, tâm trí ạ, rồi một ngày kia mày sẽ chậm chạp như cô Thu Ngân ở cửa hàng tạp hóa. Anh đã ra cửa hàng, Andrea nói. Đúng vậy, tôi nói, và cố gắng hết sức tin vào điều đó. Chúng mình sẽ gắng để anh dần khỏe lên. Ở bên cạnh một người trầm cảm thật chẳng dễ dàng. Một cuộc hội thoại vượt thời gian, phần 2. Tôi khi đó, mình không thể làm được. Tôi bây giờ, mày nghĩ mày không thể, nhưng mày có thể, mày làm được, mày sẽ làm được. Tôi khi đó, dù sao thì còn nỗi đau này, chắc là mày đã quên đau đớn ra sao. Tao lên thang cuốn hôm nay vào một cửa hàng và tao cảm thấy mình như đứt mạch. Cứ như cả thế giới này đang giằng xé tao, ngay kia, ở chỗ John Lewis. Tôi bây giờ, có thể là tao đã quên một chút. Nhưng nghe này, tao đang ở đây và bây giờ, và tao đã làm được, chúng ta đã làm được. Mày chỉ cần cố gắng trụ lại. Tôi khi đó, tao thật muốn tin rằng mày tồn tại. Rằng tao không kết liễu sự tồn tại của mày từ trong trứng nước. Tôi bây giờ, mày đâu từng làm thế, mày không thế đâu, mày sẽ không như thế. Tôi khi đó, tại sao tao còn ở lại cõi đời này? Không phải là thà không cảm thấy gì nữa, còn hơn là phải cảm nhận đau đớn thế này ư? Số 0 phải có giá trị hơn là âm 1000 chứ. Tôi bây giờ, nghe đây, nghe tao này, để điều này nhập vào đầu mày đi, được chứ? Mày làm được. Ở mặt bên kia của tình cảnh này chính là cuộc sống. Cuộc sống, mày hiểu ý tao không? Ở đó sẽ có những thứ mày thích thú. Và hãy thôi lo nghĩ về những mối lo đi. Chỉ cần lo âu thôi, mày không chống lại được điều này. Nhưng đừng lo lắng quá đà. Tôi khi đó, trông mày già thật đấy. Mày còn có vết chân chim nữa. Có phải mày bắt đầu hói không đấy? Tôi bây giờ, đúng thế, nhưng nhớ là chúng ta luôn lo nghĩ về điều này. Mày có nhớ kỳ nghĩ đến đo đó khi mình lên 10 không? Chúng ta đè trán lên tấm kính và bắt đầu lo lắng về những nếp nhăn trên trán mình. Khi ấy chúng ta lo lắng về những hiệu ứng nhìn thấy được của tuổi già. Lý do là vì chúng ta luôn luôn sợ chết. Tôi khi đó, mày vẫn còn sợ chết chứ? Tôi bây giờ, vẫn. Tôi khi đó, tao cần một lý do để ở lại cõi đời này. Tao cần điều gì đó mạnh mẽ giữ tao lại đây. Tôi bây giờ, được rồi, cho tao nghỉ một phút. Những điều giữ tôi lại trên đời. Một, mình đang ở trên một hành tinh khác. Không ai hiểu được những gì mình đang trải qua. Nhưng thực ra họ hiểu hết. Mình không nghĩ là họ hiểu, bởi vì điểm tham chiếu duy nhất chính là mình. Mình chưa bao giờ ở trong trạng thái như thế này trước đây, và cú sốc từ hệ lụy của nó gây sang chấn cho mình. Nhưng những người khác cũng từng có trải nghiệm tương tự. Mình đang đứng trên một vùng tối, một vùng đất tối tăm cùng hàng triệu người khác. Hai, mọi sự sẽ không diễn tiến tệ hơn nữa đâu. Mình muốn tự kết liễu bản thân,
đó là điểm tận cùng rồi. Từ bây giờ mọi chuyện sẽ dần khá lên. 3. Mình chán ghét bản thân mình, đó là bởi mình nhạy cảm. Đa phần con người ta đều có thể tìm thấy một lý do để ghét chính bản thân họ, nếu họ nghĩ về điều đó nhiều như mình từng làm. Chúng ta đều là những kẻ khốn nạn, con người ấy, nhưng cũng hoàn toàn tuyệt vời. 4. Sao nào? Mình có một nhãn dán cho mình, trầm cảm. Mọi người đều sẽ có nhãn dán của họ nếu họ hỏi đúng chuyên gia. 5. Cái cảm giác mình đang có, rằng mọi thứ sẽ chỉ có tệ đi ấy, nó chỉ là một thứ triệu chứng thôi. 6. Tâm trí có hệ thống thời tiết của riêng chúng ta, và mình thì đang ở trong một cơn dông lốc. Những cơn lốc kiểu gì cũng dần dần mất đi sức mạnh tàn phá. Cố trụ thêm chút nữa. 7. Hãy kệ đời sự kỳ thị. Mọi thứ bệnh tật đều từng bị kỳ thị. Chúng ta sợ bị bệnh, và nỗi sợ thường dẫn đến định kiến trước khi đến với thông tin. Bệnh bại liệt từng bị đổ tội một cách sai lầm cho những người nghèo, ví dụ thế. Và trầm cảm thì thường được nhìn nhận như một sự yếu đuối hay một nhân cách xuống dốc. 8. Không có gì là mãi mãi. Nỗi đau này sẽ không kéo dài mãi. Nỗi đau nói với mình rằng nó sẽ còn kéo dài. Nó nói dối đấy. Kệ đời nó đi. Nỗi đau là một món nợ được trả dần theo thời gian. 9. Tâm trí có chuyển động, bản tính có đổi dời. Mình sẽ tự trích dẫn bản thân từ cuốn The Humans. Tâm trí bạn là một thiên hà, nhiều phần tối hơn là phần sáng. Nhưng những ánh sáng trong ấy mới khiến nó có giá trị. Điều này ý là đừng kết liễu bản thân mình, ngay cả khi bóng tối bao trùm. Luôn biết rằng cuộc sống không đứng yên một chỗ. Thời gian là không gian. Mình đang bay qua thiên hà ấy. Hãy đợi cho đến lúc những vì sao xuất hiện. 10. Rồi một ngày, mình sẽ trải nghiệm sự hân hoan tương xứng với nỗi đau này. Mình sẽ rơi những giọt nước mắt vui sướng khi nghe The Beach Boys. Mình sẽ ngắm nhìn khuôn mặt của một đứa bé con đang nằm ngủ say trong lòng. Mình sẽ gặp những người bạn tuyệt vời. Mình sẽ ăn những món ăn ngon mình chưa từng nếm thử. Mình sẽ có thể nhìn một cảnh tượng từ trên cao và không phải liên tưởng đến chuyện ngã xuống chết. Có thật nhiều cuốn sách mình cần phải khám phá, thật nhiều bộ phim mình phải vừa xem, vừa ăn mấy xô bỏng ngô siêu lớn. Và mình sẽ nhảy múa, sẽ cười, sẽ làm tình và chạy bên bờ sông, sẽ tham gia những buổi chuyện phím đêm khuya và cười cho đến đau cả bụng. Cuộc sống đang chờ đợi mình. Mình có thể sẽ bị kẹt ở giai đoạn này mất một khoảng thời gian. Nhưng thế giới này sẽ không biến mất đi đâu cả. Mình phải trụ vững nếu có thể thôi. Cuộc sống luôn xứng đáng với nỗ lực này. Tình yêu. Về cơ bản, chúng ta đều một mình. Không thể né tránh được thực tế này, dù chúng ta có cố gắng và nhiều lúc quên đi mất. Khi chúng ta đau ốm thì càng không trốn chạy được khỏi sự thật này. Nỗi đau, dù là theo cách nào, là một trải nghiệm đơn độc. Cái lưng của tôi đang minh chứng điều này. Tôi đang viết những dòng này khi gác chân lên tường và lưng thì đè thẳng xuống ghế sofa. Nếu tôi ngồi dậy bình thường, khom người trên một cuốn sổ hay một cái máy tính xách tay theo dáng ngồi viết truyền thống, thì phần lưng dưới của tôi bắt đầu bị đau. Việc biết rằng có hàng triệu người cũng phải chịu những vấn đề về lưng hay cột sống chẳng giúp tôi thấy khá hơn khi cơn đau bùng lên. Vậy thì chúng ta còn màng đến tình yêu làm gì? Cho dù chúng ta có yêu ai đó đến thế nào, thì cũng không bao giờ có thể khiến họ hay bản thân chúng ta tránh được những đau đớn. Ừ thì, để tôi nói mọi người điều này, một điều nghe nhạt nhẽo và nhỏ nhoi giữa những ánh mắt thiếu trải đời, nhưng cũng là điều mà tôi dám chắc, tôi hoàn toàn tin tưởng. Tình yêu đã cứu vớt tôi. Andrea, cô ấy đã cứu vớt tôi. Tình yêu của em dành cho tôi và tình yêu của tôi dành cho em cũng không phải chỉ cứu tôi một lần, liên tục, hết lần này đến lần khác. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, tính đến thời điểm tôi bị bệnh. Liệu Andrea đã được cái gì vào lúc ấy, kể từ cái đêm trước sinh nhật 19 tuổi của em? Cảm giác liên miên bất an về tài chính, một đời sống tình dục khiếm khuyết bởi rượu.
Bạn bè ở trường đại học luôn coi chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Và quả là thế, trừ một nửa thời gian khi chúng tôi là một cặp đôi không hạnh phúc. Điều thú vị là về cơ bản, chúng tôi là hai kiểu người khác nhau. Andre thích đi ngủ sớm, trong khi tôi thì khó ngủ và có thói cú đêm. Em có thái độ làm việc rất chuyên chú và tôi thì không. Vào thời điểm đó, mặc dù việc bị trầm cảm đã thay đổi tôi một cách kỳ lạ sau đó. Em thích sự ngăn nắp và tôi là người thiếu ngăn nắp nhất mà em từng gặp. Kết hợp chúng tôi với nhau, nhìn theo cách nào đó, giống như trộn clo với ammoniac vậy. Đơn giản không phải là một ý hay. Chú thích, clo hay có trong các chất tẩy rửa, việc trộn clo với ammoniac sẽ tạo ra hợp chất độc hại không tốt cho sức khỏe. Nhưng em bảo, tôi làm em cười, tôi hài hước. Chúng tôi thích nói chuyện với nhau, cả hai đứa, tôi đoán vậy, đều khá dè dặt và kín kẽ theo cách của riêng mình. Đặc biệt hơn, Andre như một chú tắc kè hoa khi tương tác xã hội. Đó là một hình thái của sự tử tế. Bản thân em ấy không thể nào thấy thoải mái được nếu thấy ai đó đang bối rối. Thế nên em cố gắng điều chỉnh bản thân hết mức có thể để hòa nhập với mọi người. Tôi nghĩ, nếu tôi có cho em được điều gì, thì đó là cơ hội để em được là chính mình. Nếu, như Schopenhauer đã nói, chúng ta đánh mất 3/4 bản thân mình để giống với những người khác, và sau đó thì tình yêu với những phần tốt đẹp nhất của nó là cách để chúng ta lấy lại những phần mình đã đánh mất. Chú thích: Arthur Schopenhauer là một nhà triết học người Đức nổi tiếng nhất với tác phẩm The World as Will and Representation. Cái phần tự do mà ta sớm tuột khỏi tay từ lúc thơ dại. Có lẽ tình yêu đơn giản chỉ là tìm thấy người mà bạn có thể chia sẻ phần kỳ quặc của bản thân với người ấy. Tôi giúp em được là em, và em giúp tôi được là tôi. Chúng tôi làm điều này bằng cách nói chuyện. Trong 5 năm đầu tiên bên nhau, chúng tôi thường xuyên thức nguyên đêm để tâm sự. Buổi tối của cả hai sẽ bắt đầu bằng việc đi cùng nhau đến cửa hàng rượu cuối phố Sharp ở Hồ, con phố có ký túc xá của tôi, và mua một chai vang quá mức tiền bình thường hai đứa có thể chi trả. Và kết thúc bằng việc xem kênh truyền hình phát vào bữa sáng trên cái tivi Hitachi cũ của tôi, thứ cần phải điều chỉnh anten mới nhìn rõ hình được. Sau đó một năm, chúng tôi thích thú chơi trò làm người trưởng thành, mua cuốn sách hướng dẫn nấu ăn của The River Cafe và tổ chức tiệc tối, phục vụ salad Pazzanella và những chai vang đắt tiền trong căn hộ sinh viên ẩm thấp. Làm ơn đừng nghĩ đây là một mối quan hệ yêu đương hoàn hảo. Chẳng phải đâu, đến giờ vẫn thế. Đặc biệt là khoảng thời gian chúng tôi sống ở Ibiza. Giờ đây nhìn lại, chẳng khác gì một cuộc cãi cọ kéo dài. Thử nghe xem nhé. Mát, dậy đi. Gì cơ? Dậy đi, 9:30 rồi. Thì sao? Em phải có mặt ở văn phòng lúc 10 giờ. Lái xe đến đó mất 45 phút đấy. Thì sao? Chẳng ai biết em đến muộn đâu. Đây là Ibiza mà. Anh đang ích kỷ đấy. Anh đang mệt. Anh có mà chưa giả rượu. Cả đêm qua đã uống vodka chanh còn gì. Xin lỗi vì đã có một đêm vui vẻ. Em nên thử đi. Mẹ kiếp, em ra xe đây. Gì cơ? Em không thể nào để anh ở villa một mình cả ngày được. Anh sẽ mắc kẹt ở chỗ đồng không mông quạnh này. Còn chẳng có gì ăn nữa. Đợi anh 10 phút thôi. Em đi đây. Em quá bực với anh rồi. Tại sao? Anh là người muốn đến ở đây. Công việc của em là thứ giữ ta lại đây. Đó là vì sao chúng ta có chỗ ở trong cái villa này. Em làm việc 6 ngày một tuần, 12 giờ một ngày. Họ đang bóc lột em. Đến giờ họ vẫn đang đi quẩy ngoài kia đấy. Và không có ai ở văn phòng đâu cho đến sau 12 giờ. Họ coi trọng em vì em là một kẻ nghiện việc. Em làm thân trâu ngựa cho họ và đối xử với anh nhiều rơm rác. Tạm biệt, Matt. Ôi thôi mẹ nó đi, em không định đi thật chứ. Đồ ích kỷ khốn kiếp. Được rồi, tôi đi chuẩn bị đây, mẹ nó. Nhưng những cuộc cãi vã chỉ là chuyện bề mặt. Nếu bạn lặn đổ sâu xuống khỏi mặt sóng, thì sẽ thấy làn nước lặn lờ. Chúng tôi chính là như vậy đấy. Theo một cách nào đó, chúng tôi cãi nhau bởi vì biết rằng sẽ không có tổn hại nghiêm trọng nào cả.
Nếu bạn có thể là chính mình khi ở cạnh ai đó, bạn sẽ phóng chiếu bản thể bất mãn của mình ra ngoài. Và lúc ở Ibiza, tôi đã như thế đấy. Tôi không hạnh phúc, và một phần tính cách của tôi là như thế này. Khi tôi không hạnh phúc, tôi cố gắng dìm bản thân trong một bể bơi những khoái cảm khác. Tôi đã, nếu dùng đúng thuật ngữ trị liệu, đang chối bỏ. Tôi lúc ấy đang chối bỏ sự bất hạnh của mình, ngay cả khi tôi là một thằng bạn trai cáu kỉnh, chưa tỉnh rượu. Nhưng dù vậy, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào mà tôi nói hay chỉ cảm thấy rằng tôi không yêu em. Tôi yêu em hoàn toàn. Tình yêu giữa những người bạn và tình yêu lứa đôi, ái và tình. Chú thích: nguyên gốc philia and eros. Philia trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa yêu nói chung, eros trong tiếng Hy Lạp chỉ tình yêu đôi lứa, theo tên của vị thần tình yêu Eros. Tôi vẫn luôn như vậy, mặc dù trong hai nghĩa ấy, phần tình yêu sâu sắc và trọn vẹn của hai người bạn thành ra lại là phần quan trọng nhất. Khi cơn trầm cảm đến, Andrea đã ở đó vì tôi. Em dịu dàng với tôi và luôn tương tác với tôi theo cách hợp tình nhất. Em là người tôi có thể nói chuyện cùng, là người tôi có thể nói bất cứ điều gì. Ở cùng em về cơ bản giống như đang ở cùng một phiên bản bên ngoài của mình. Sức mạnh và sự giận dữ mà em vốn chỉ thể hiện khi cãi cọ, giờ đây được em sử dụng tốt hơn khi nắm gáy tôi. Em đi cùng tôi đến những buổi gặp bác sĩ. Em khuyến khích tôi gọi đến những đường dây trợ giúp phù hợp. Em giúp cả hai đứa chuyển đến chỗ ở riêng. Em khuyến khích tôi đọc và viết. Em kiếm tiền cho cả hai đứa. Em cho hai đứa thời gian. Em quán xuyến tất cả những gì thuộc về mặt quản lý trong cuộc sống của tôi, những thứ cơ bản mọi người cần phải làm để sống trong xã hội này. Em lấp đầy những khoảng trống mà sự lo âu và tâm tối đã để lại. Em là tri kỷ của tôi, người trông nom cho cuộc sống của tôi, là nửa kia của tôi theo nghĩa đen khi một nửa của tôi không còn. Em che chắn cho tôi, chờ đợi kiên nhẫn như một người vợ lính thời chiến, suốt quãng vắng mặt của tôi trong chính đời mình. Làm thế nào để ở bên ai đó đang bị trầm cảm hay lo âu? 1. Biết rằng họ cần tới bạn và trân trọng bạn, cho dù trong tình hình có vẻ không như vậy. 2. Lắng nghe. 3. Không bao giờ nói hãy bình tĩnh lại xem nào, hay là hãy vui lên đi, trừ khi bạn đang định cung cấp những hướng dẫn cụ thể và được kiểm chứng. Tình yêu cứng rắn không hiệu quả cho lắm, hóa ra yêu thương kiểu cũ kỹ là đủ rồi. 4. Thấu hiểu rằng đây là một căn bệnh, có những điều được nói ra nhưng thực chất không có ý như thế. 6. Trau dồi kiến thức cho bản thân. Hãy hiểu rằng trên tất cả thì những gì trông có vẻ đơn giản đối với bạn, như đi đến một cửa hàng chẳng hạn, có thể là một thử thách không tưởng với một người trầm cảm. 6. Đừng tự trách cứ bản thân. Cũng giống như bạn thấy ai đó đang mắc bệnh cảm cúm, hay bệnh mệt mỏi kinh niên, hay bệnh viêm khớp, những chuyện này không phải lỗi của bạn. 7. Hãy kiên nhẫn, hiểu rằng chuyện này sẽ không dễ dàng. Trầm cảm là thứ trồi sụp và lên xuống liên miên. Nó không ở yên một chỗ. Đừng lấy một khoảnh khắc tốt đẹp, tồi tệ nào đó để làm bằng chứng cho sự hồi phục hay tái phát. Chấp nhận đua đường dài. 8. Hãy tiếp sức ở điểm họ có thể với tới. Hỏi xem bạn có thể làm gì cho họ. Điều chủ yếu bạn có thể làm đơn giản chỉ là hiện diện ở đó. 9. Giải tỏa cho họ khỏi những áp lực công việc, đời sống nếu có thể. 10. Nếu có thể, đừng khiến người trầm cảm thấy bản thân họ còn kỳ cục hơn cả điều họ đang thấy. Đã 3 ngày nằm trên sofa, chẳng thèm mở rèm cửa phòng, khóc trước những quyết định khó khăn như chọn đôi tất nào để đi. Thế thì đã sao? Không gì phải căng. Chẳng có mức độ chuẩn mực nào là bình thường cả. Bình thường là một cái gì đó rất chủ quan. Có đến hơn 7 tỷ phiên bản của bình thường trên hành tinh này. Một khoảnh khắc vụn vặt. Vậy là nó đã đến. Khoảnh khắc tôi vẫn mong chờ. Một thời điểm nào đó của tháng 4 năm 2000, nó hoàn toàn vụn vặt. Thực ra chẳng có gì nhiều để viết về nó. Cốt lõi vấn đề nằm chính ở chỗ đó. Đó là một khoảnh khắc của hư không hay lơ đãng, của 10 giây tỉnh thức, nhưng không chủ động nghĩ đến cơn trầm cảm hay lo âu của tôi.
Lúc ấy tôi nghĩ về công việc, về việc đang cố gắng chuẩn bị cho một bài viết được in trên một tờ báo. Đó không phải là một suy nghĩ hạnh phúc gì, nhưng là một suy nghĩ trung tính. Nhưng nó đã là một vết rạch trên mây, một dấu hiệu cho thấy mặt trời vẫn ở đâu đó trên kia. Nó đã kết thúc chẳng bao lâu sau khi nó bắt đầu. Nhưng khi những đám mây trở lại thì ở đó còn có thêm hy vọng tồn tại. Rồi sẽ đến lúc những giây ngắn ngủi hiếm hoi không đau đớn kia được kéo dài thành hàng phút, hàng giờ và có thể là đến hàng ngày nữa. Những điều xảy đến với tôi mà khơi dậy ở người khác nhiều sự cảm thông hơn cả khi họ thấy tôi trầm cảm. Bị ù tai, đặt tay lên lò nướng và phải nhét bàn tay trong một cái găng tay kỳ quái đổ đầy thuốc mỡ trong một tuần. Vô tình làm chân mình bốc cháy. Mất việc, gãy ngón chân cái, vướng nợ nần. Bị một con sông làm lụt ngôi nhà mới đẹp đẽ của chúng tôi, để lại thiệt hại ước tính khoảng 10.000 bảng. Đánh giá không tốt trên Amazon. Dính phải virus gây nôn mửa vào mùa đông. Bị cắt bao quy đầu khi tôi mới 11 tuổi. Đau lưng dưới. Bị một cái bảng đen rơi đè vào người. Hội chứng ruột kích thích. Ở cách một cuộc tấn công khủng bố chỉ một con phố. Bị vết chàm. Sống ở hôn vào tháng 1. Những lần chia tay người yêu. Làm việc trong một nhà kho đóng gói bắp cải. Làm việc trong lĩnh vực media sale. Ừ thì cũng đáng buồn gần như trầm cảm. Ăn phải một con tôm càng chứa độc. Đau nửa đầu mất 3 ngày. Cuộc sống trên trái đất trong mắt một sinh vật ngoài hành tinh. Thật khó để giải thích bệnh trầm cảm với những ai chưa từng trải nghiệm. Nó giống như giải thích cuộc sống ở trái đất với một sinh vật ngoài hành tinh. Gần như không có điểm tham chiếu. Bạn sẽ phải dựa vào những phép ẩn dụ. Bị kẹt trong một đường hầm. Bị kẹt dưới đáy đại dương. Bị thiêu trong lửa. Chủ yếu là không thể hiện được cường độ của sự tồi tệ. Nó không vừa vặn với khoảng phổ thông thường của các xúc cảm. Khi bạn đang trong nó, bạn thực sự mắc kẹt bên trong. Bạn không thể bước ra ngoài nó mà không bước luôn ra khỏi cuộc sống. Bởi nó chính là cuộc sống. Nó là cuộc sống của bạn. Mỗi thứ bạn trải nghiệm đều phải đi qua tấm lọc của nó. Do đó, nó phóng đại mọi thứ. Vào lúc quá đà nhất, những thứ mà một người bình thường hàng ngày khó lòng để ý lại có thể có những ảnh hưởng choáng ngợp. Mặt trời lẫn đi phía sau một đám mây và bạn cảm thấy sự thay đổi nhỏ nhoi này của thời tiết cứ như một người bạn của mình đã chết vậy. Bạn cảm thấy sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài, cũng giống như một em bé cảm nhận sự khác biệt giữa lúc nằm trong bụng mẹ với thế giới bên ngoài. Bạn nuốt một viên ibuprofen và hệ thần kinh não của bạn phản ứng cứ như thể nó đã uống quá liều methamphetamine. Trầm cảm đối với tôi mà nói không phải là một trải nghiệm đờ đẫn mà là sắc lạnh, một sự căng thẳng. Như thể tôi vốn đã sống đời mình trong một cái vỏ và bây giờ cái vỏ ấy không còn nữa, hoàn toàn bị phơi bày. Một tâm trí trần trụi tươi đỏ, một nhân cách bị lột da, một bộ não ngâm trong chiếc bình đầy thứ axit của trải nghiệm. Điều mà lúc ấy tôi không nhận ra, điều mà thực sự khó hiểu đối với tôi, đó là trạng thái tâm trí này rốt cuộc đều sẽ có ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực. Tôi đang không nói về những thứ kiểu như những gì không thể giết bạn khiến bạn mạnh mẽ hơn. Không, điều ấy chẳng có gì đúng. Những gì không thể giết bạn thường khiến bạn yếu đuối hơn. Những gì không giết bạn khiến bạn què quặt trong suốt chuỗi ngày còn lại. Những gì không giết được bạn khiến bạn sợ ra khỏi nhà hoặc thậm chí bước ra khỏi giường và khiến bạn run rẩy, lẩm bẩm luyên thuyên hay dựa đầu vào một khung cửa sổ. Ước gì bạn có thể quay lại những ngày trước khi thứ đó chưa cố giết bạn. Không, đây không phải một câu hỏi về sự mạnh mẽ, không phải sự khắc kỷ, kiểu sức mạnh cố gắng sống tiếp mà không nghĩ gì nhiều. Nó giống việc cố tập trung vào vấn đề hơn, làm sự việc sắc nét hơn. Chuyển từ trạng thái bình thường sang thi vị, bạn biết đấy, trước tuổi 24, tôi còn chưa biết mọi thứ có thể tệ đến mức nào, nhưng tôi cũng chưa nhận ra chúng có thể tốt đẹp nhường nào. Cái vỏ ốc có thể bảo vệ bạn, nhưng nó cũng ngăn bạn cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của những điều tốt đẹp.
trầm cảm có thể là cái giá cực kỳ đắt phải trả để đổi lấy sự tỉnh thức về thế giới này. Thế nhưng khi bị nó đè nặng, dường như cái giá ấy hoàn toàn không đáng chút nào. Trong cái rủi ro có cái may, thế nhưng cái rủi thì vẫn là cái rủi. Dẫu vậy, thật nhẹ lòng khi biết rằng niềm vui không chỉ giúp bù đắp cho nỗi đau, mà nó còn thực sự phần nào được sinh ra từ đó. Chú thích: Methamphetamine, một loại thuốc kích thích, được nhận diện như những viên đá trắng hoặc trong suốt như tinh thể, vẫn thường được gọi là đá. Khoảng trắng. Chúng tôi ở liền 3 tháng dài hơi tại nhà bố mẹ tôi, sau đó dành cả mùa đông năm đó ở một căn hộ rẻ tiền trong khu vực học xá của Leeds, khi Andre làm PR tự do và tôi thì cố gắng để không bị điên. Nhưng như tôi nhớ, thì bắt đầu từ khoảng tháng 4 năm 2000, những điều khả quan hơn dần xuất hiện. Những chuyện tồi tệ vẫn ở đó. Ban đầu thì hầu hết mọi thứ đều ở mức tệ. Những điều hân hoan chiếm khoảng 0,0001% của tháng 4 năm ấy. Đó có thể chỉ là tia nắng ấm áp chiếu lên mặt tôi khi cùng Andre đi bộ từ căn hộ ở khu ngoại ô vào trung tâm thành phố. Niềm hân hoan chỉ kéo dài đúng bằng khoảng thời gian tia nắng đang chiếu xuống và rồi biến mất. Nhưng từ lúc đó, tôi đã biết rằng mình có thể chạm đến nó. Tôi biết rằng cuộc sống lại hiện hữu trở lại đối với tôi. Thế nên cái 0,0001% đã trở thành khoảng 0,1% vào tháng 5 năm ấy. Tôi đang dần tiến bộ. Sau đó, vào đầu tháng 6, chúng tôi chuyển tới một căn hộ ở trung tâm thành phố. Điều tôi thích ở căn hộ mới là nguồn ánh sáng. Tôi thích những bức tường trắng và cái sàn nhiều lớp thiếu tự nhiên bắt chước loại gỗ vàng ống, cũng như những chiếc cửa sổ vuông hiện đại chiếm gần hết diện tích bức tường, và cả chiếc sofa thấp màu xanh ngọc mà chủ nhà để lại. Đương nhiên, đây vẫn là nước Anh, đây vẫn là vùng Yorkshire, ánh nắng cực kỳ có hạn. Nhưng đối với kinh phí của chúng tôi thì thế này đã là tốt rồi, thậm chí còn hơi quá tay. Và nó đương nhiên là xịn hơn căn hộ sinh viên, với những tấm thảm đỏ xỉn màu và căn bếp màu nâu. Sofa xanh ngọc vẫn ăn đứt mấy thứ mốc meo màu xanh ngọc. Ánh sáng là tất cả. Ánh mặt trời, những chiếc cửa sổ với rèm trắng mở lên, những trang giấy với những chương ngắn ngủi cùng nhiều những khoảng trắng. Và những đoạn viết ngắn. Ánh sáng là tất cả. Nhưng vì vậy, lượng sách cũng tăng nhiều hơn. Tôi đã đọc và đọc và đọc với một cường độ tôi chưa từng biết đến trước đây. Ý tôi là tôi luôn nhận thấy mình là một người ưa thích sách. Nhưng có sự khác biệt giữa việc thích những cuốn sách và thật sự cần có chúng. Tôi cần có sách. Chúng không phải là vật phẩm xa xỉ gì với tôi vào thời điểm đó. Chúng là chất gây nghiện hạng A. Tôi sẵn sàng mắc nợ cháy túi để được đọc. Thực sự tôi đã như vậy. Tôi nghĩ là số sách trong 6 tháng ấy còn nhiều hơn số sách tôi đã đọc trong 5 năm của chương trình đại học, và tôi bỗng dưng rơi sâu hơn vào những thế giới được gợi lên trong trang sách. Có ý kiến cho rằng bạn hoặc là đọc để trốn chạy, hoặc là để tìm bản thân mình. Tôi không thấy sự khác biệt cho lắm. Chúng ta tìm thấy mình qua quá trình trốn chạy. Vấn đề không ở chỗ chúng ta đang ở đâu, mà là chúng ta đang muốn tới nơi nào. Thế đó, liệu có lối nào để thoát khỏi tâm trí không? Sylvia Plath từng đặt câu hỏi nổi tiếng như thế. Tôi vốn hứng thú với câu hỏi này, ý nghĩa của nó, những câu trả lời có thể là gì? Kể từ lúc tôi chạm mặt nó trong một cuốn sách tổng hợp trích dẫn hồi còn mới lớn. Nếu có một lối thoát, một con đường không phải cái chết, vậy thì lối ra nằm chính ở ngôn từ. Nhưng thay vì hoàn toàn thoát khỏi cái tâm trí ấy, ngôn từ giúp chúng ta thoát khỏi một tâm trí nọ và cho chúng ta những viên gạch để xây dựng một tâm trí khác, dùng giống nhưng tốt hơn, nằm gần cái cũ nhưng nền móng thêm vững chắc và thường có một tầm ngắm xung quanh tốt hơn. Mục đích của nghệ thuật là để tạo cho cuộc đời một dáng nhìn, Shakespeare đã nói. Và cuộc đời tôi, hỗn độn tâm trí của tôi, cần có dáng hình. Tôi đã bị mất mạch truyện. Không có đường dây kệ tuyến tính nào dành cho tôi, chỉ có hỗn mang và lộn xộn. Nên vâng, tôi yêu những mạch kể bên ngoài vì hy vọng mà chúng đem lại.
những bộ phim, những bộ truyền hình và hầu hết là sách. Chỉ riêng những điều này thôi cũng đủ lý do để giữ tôi lại trên đời. Mỗi cuốn sách được viết là sản phẩm của tâm trí con người trong một trạng thái cụ thể. Đặt tất cả các cuốn sách cạnh nhau là bạn sẽ có được cái nhìn tổng hòa về nhân loại. Mỗi lần đọc một cuốn sách tuyệt vời, tôi thấy như mình đang đọc một bản đồ kho báu, và kho báu mà tôi đang được dẫn đến nằm trong bản thân mình. Nhưng các tấm bản đồ đều không đầy đủ, và tôi sẽ chỉ xác định được vị trí kho báu nếu tôi đọc tất cả các cuốn sách. Vì vậy, quá trình tìm lại bản thân tốt nhất của tôi là một nhiệm vụ vô tận. Những cuốn sách, đối với tôi, dường như cũng phản ánh điều này. Đó là lý do tại sao cốt truyện của mỗi cuốn sách có thể được giản lược thành một ý như ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó. Một cái mác sáo rỗng gắn liền với các mọt sách là những kẻ cô đơn. Nhưng đối với tôi, sách là cách để tôi khỏi cô đơn. Nếu bạn là kiểu người hay suy nghĩ về các thứ, thì không có gì trên thế giới này cô đơn hơn là bị bao quanh bởi hàng loạt những người có bước sóng khác nhau. Trong trạng thái trầm cảm nặng nề nhất, tôi cảm thấy thực bế tắc. Tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong các lúng. Đây là ác mộng thường thấy nhất của tôi khi còn nhỏ. Những cuốn sách lại tràn đầy chuyển động. Chúng nói về những chuyến đi và những cuộc viễn du, về những khởi đầu, cao trào và kết thúc. Thậm chí đôi khi không theo thứ tự đó. Chúng nói về những chương mới trong cuộc đời và về việc để lại sau lưng những chương hồi đã cũ. Và bởi mới chỉ vài tháng trước đây, tôi đã mất dấu những ý niệm về ngôn từ, chuyện kể cho tới ngôn ngữ. Tôi quyết không để rơi vào trạng thái ấy lần nữa. Tôi cứ đọc và đọc và đọc. Tôi thường ngồi cạnh chiếc đèn ngủ, đọc trong khoảng 2 tiếng sau khi Andre chìm vào giấc ngủ, cho tới khi đôi mắt cô mỏi, luôn tìm kiếm và chưa hẳn tìm thấy. Nhưng tôi có cái cảm giác là mình đang ở gần nơi cần tìm lắm lắm rồi. Quyền lực và vinh quang. Một trong những cuốn sách tôi từng đọc lại là Quyền lực và vinh quang của Graham Greene. Chú thích: Graham Greene, nhà văn người Anh, với một trong những tác phẩm được nhiều người Việt Nam biết đến là Người Mỹ Trầm Lặng. Graham Greene là một lựa chọn thú vị. Tôi đã từng đọc về nhà văn này khi học thạc sĩ tại Đại học Leeds. Tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy mình lại chọn mô đun đó. Chú thích: trong hệ thống giáo dục cao học của Anh, mô đun là đơn vị chỉ một học phần trong một khóa học. Tôi không hiểu nhiều về Graham Greene. Tôi biết về tác phẩm Brighton Rock, nhưng chưa bao giờ đọc cuốn ấy. Tôi cũng từng nghe rằng ông đã từng sống ở Nottinghamshire và ghét bỏ chốn này. Tôi cũng từng sống ở Nottinghamshire và vào lúc ấy cũng ghét chốn này vô lối. Có thể đó là lý do. Trong vài tuần đầu, tôi đã nghĩ đây là quyết định cực kỳ sai lầm. Tôi là người duy nhất chọn mô đun này và giảng viên thì ghét tôi. Tôi không biết dùng từ ghét có chính xác không, nhưng ông ấy chắc chắn không ưa tôi. Ông là người theo công giáo, luôn ăn mặc chỉnh chu và giao tiếp với tôi bằng sự khinh thường tinh tế. Những giờ học trong mô đun ấy thật dài, và mức độ thư giãn cũng như hứng thú của nó thì ngang bằng với một buổi khám tinh hoàn. Tôi thường phải uống bia, một hay hai lon trên chuyến tàu đến Leeds, từ Hull, nơi Andre và tôi đang sống. Vào cuối môn học, tôi đã hoàn thành bài luận tốt nhất tôi từng viết và được cho điểm là 69%. Chỉ thiếu 1% để lên mức khá giỏi. Tôi nhận lấy điều này như một sự sỉ nhục cá nhân. Dù sao thì tôi thích Graham Greene. Các tác phẩm của ông ấy tràn đầy một nỗi bức bối mà tôi thấy đồng cảm. Có rất nhiều kiểu bức bối được bộc lộ. Những ấn ức về tội lỗi, tình dục, công giáo, tình yêu không được hồi đáp, những đam mê bị cấm đoán, hơi nóng miền nhiệt đới, chính trị, chiến tranh. Mọi thứ đều bức bối, trừ lối hành văn. Tôi thích lối viết của ông ấy. Tôi thích cách ông so sánh một vật hiện hữu với thứ gì đó trừu tượng. Ông nuốt xuống chỗ rượu brandy như rủa một lời nguyền. Giờ đây tôi còn thích kỹ thuật viết này hơn nữa, bởi sự phân chia giữa thế giới vật chất và phi vật chất dường như bị xóa nhòa. Trong cơn trầm cảm, ngay cả cơ thể của chính tôi cũng dường như vô thực và trừu tượng và phần nào hư cấu. Quyền lực và vinh quang kể về một linh mục tha hóa du hành dọc Mexico vào những năm 1930
vào lúc đạo Công giáo hãy còn bị cấm đoán. Suốt cuốn tiểu thuyết, ông bị truy đuổi bởi một trung úy cảnh sát được giao nhiệm vụ lần theo dấu vết. Tôi thích câu chuyện này ngay lần đầu đọc nó ở trường đại học, nhưng giờ tôi yêu nó luôn. Khi bạn từng là một kẻ rối loạn phân cực nghiện rượu ở Ibiza, thì cảm thông với kẻ rối loạn phân cực nghiện rượu ở Mexico là việc chẳng khó khăn gì lắm. Đó là một cuốn sách căng thẳng và tăm tối. Nhưng khi bạn đang cảm thấy tăm tối và căng thẳng, thì những cuốn sách như thế này có thể thay lời bạn, và nó cũng có yếu tố tích cực nữa. Khả năng cứu rỗi. Đây là một cuốn sách về quyền năng chữa lành của tình yêu. Người ta vẫn nói, hận thù là sự thiếu thốn trí tưởng tượng. Nhưng người ta cũng bảo, luôn luôn có một khoảnh khắc của thời thơ ấu, nơi cánh cửa mở ra để tương lai bước vào. Trải nghiệm bao quanh thơ ngây, và thơ ngây sẽ không bao giờ lấy lại được một khi đã mất. Cuốn sách, như nhiều các tác phẩm khác của ông, là về những tội lỗi Công giáo. Nhưng đối với tôi, nó là về trầm cảm. Green là một người trầm cảm. Có lẽ ông đã bị như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, bị bắt nạt ở trường học, nơi người cha không danh tiếng làm hiệu trưởng. Ông từng cố tự tử bằng trò tra đạn ngẫu nhiên vào súng lục của Nga. Thứ tội lỗi, theo tôi, không phải tội lỗi tôn giáo, mà là những tội lỗi tinh thần do trầm cảm mang đến. Và suy nghĩ này giúp làm dịu đi nỗi cô độc mà căn bệnh đưa tới. Những cuốn sách khác tôi từng đọc vào khoảng thời gian đó: Những thành phố vô hình, Italo Calvino, cuốn sách đẹp đẽ nhất. Những thành phố tưởng tượng, nơi đâu cũng có vẻ giống Venice, nhưng kỳ thực khác nhiều. Những giấc mơ trên giấy, vô thực đến nỗi chúng suýt đo ván những mường tượng kỳ lạ trong tâm trí tôi. Ngựa chứng đầu xanh, S.E. Hinton, cuốn sách khiến tôi bắt đầu say mê việc đọc từ năm 10 tuổi. Luôn là cuốn ưa thích mỗi khi tôi muốn đọc để trốn chạy. Nó đậm chất Mỹ và hàm chứa những hội thoại cảm động đến tuyệt đẹp, ví như "Hãy mãi là vàng", "Pony Boy". Câu nói của Johnny khi cậu bé hấp hối bên giường bệnh sau khi đọc bài thơ "Không vàng son nào là mãi mãi" của Robert Frost. Chú thích: trong The Outsider, bài thơ "Nothing Cold Can Stay" được nhân vật Pony Boy đọc cho Johnny nghe trong thời gian ẩn náu. Câu nói nổi tiếng "Stay Cold, Pony Boy" được Johnny nói với Pony Boy ở gần cuối sách, với mong muốn Pony Boy sẽ luôn giữ được trái tim thuần khiết, trong sáng. Người xa lạ, Albert Camus. Tôi thích chủ đề về những kẻ ngoài lề và nỗi buồn hiện sinh. Sự đanh cứng của lối hành văn đem lại niềm an ủi lạ lùng. Từ điển trích dẫn ngắn gọn Collins. Các trích dẫn lúc nào cũng dễ đọc. Những lá thư của Keats. Tôi từng đọc về Keats hồi đại học. Nhà thơ trẻ điển hình này mong manh, đọa đầy và dữ dội. Tôi cảm nhận được như thế. Những trái cam không phải là loại quả duy nhất, Jeanette Winderson. Tôi thích lối viết của Jeanette. Mỗi từ ngữ đều chứa sức nặng của trí tuệ. Tôi thường mở ra để đọc những câu đem lại đồng cảm cho mình. Tôi có vẻ đang chạy trong một vòng tròn vĩ đại và gặp lại chính mình nơi điểm bắt đầu. Voss, Nicholson Baker. Cuốn tiểu thuyết chứa nguyên một chương thuật lại một cuộc gọi gợi tình đã kích thích và làm tôi tan chảy hồi 16 tuổi. Tùy những hội thoại, đương nhiên là dễ đọc và đầy yếu tố tình dục, những ý niệm về tình dục, và đối với một tâm trí trẻ măng luôn tràn đầy âu lo ấy, thì ngồi chiêm nghiệm về tình dục cũng là một cách đánh lạc hướng tích cực cho trí óc. Tiền, Martin Amis. Tiền là một cuốn sách tôi có sự tìm hiểu từ trong ra ngoài. Tôi đã viết nhiều bài luận về cuốn sách này. Nó có lối viết đầy bóng bẩy, nghênh ngang, sắc sảo, hài hước, nam tính, mặc dù đôi khi mang nét hằn học. Nó có sự mãnh liệt ở đó, một vẻ đẹp buồn xen giữa sự hài hước. Mỗi giờ ta đang trở nên yếu đuối hơn. Đôi lúc, khi ngồi một mình trong căn hộ ở London và nhìn chằm chằm khung cửa sổ, tôi nghĩ đến nỗi ảm đạm, nặng nề của thế sự khi nhìn mưa rơi và không biết tại sao nó rơi. Nhật ký của Samuel Pepy. Đặc biệt là tôi đã đọc phần kể về trận đại hỏa hoạn và trận dịch hạch. Cách nhân vật Pepys hân hoan qua những sự kiện tận thế của đời sống thế kỷ 17
thật khiến cho người đọc có cảm giác được trị liệu. Chú thích: The Great Fire, trận đại hỏa hoạn trong lịch sử London xảy ra trong 4 ngày liền vào năm 1666, thiêu rụi gần như hoàn toàn hàng chục ngàn ngôi nhà và các công trình lớn của thành phố. Bác trẻ đồng xanh, J.D. Salinger, bởi vì Holden chẳng khác gì một người bạn cũ. Chú thích: Holden, nhân vật chính trong Bác trẻ đồng xanh. Tuyển tập thơ ca Thế chiến thứ nhất của Penguin Book. Những bài thơ như Những địa ngục lạ kỳ của Ivor Gurney, Trái tim cháy bỏng nhưng phải giấu đi những tâm tình của một trái tim bỏng cháy, và Những ca tâm thần của Wilfred Owen, miêu tả những bệnh nhân bị sốc trong một bệnh viện tâm thần, khiến tôi ngỡ ngàng nhưng cũng rối trí. Tôi chưa từng trải qua chiến trận, nhưng cũng liên hệ được phần nào với cảm giác nỗi đau chất chứa bên trong từng ngày, với hoàng hôn hé mở như một vết thương lại bật máu. Tôi ngạc nhiên khi thấy trầm cảm và lo âu chồng chéo lên rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Đã bao giờ ta phải trải qua những sang chấn mà bản thân ta không hề biết đến? Có phải tiếng ồn và tốc độ của đời sống hiện đại là những sang chấn đối với não bộ tối cổ của chúng ta? Tôi mềm yếu đến mức ấy à? Hay cuộc sống thực chất là một cuộc chiến mà hầu hết mọi người đều không nhìn ra? Lược sự thế giới trong 10 chương rưỡi, Julian Barnes. Chẳng qua đây là một cuốn sách tôi từng đọc và từng rất yêu thích vì nó rất kỳ lạ, hài hước và tôi hiểu rõ về nó. Mẹo vặt hoang dã, Margaret Atwood, tập truyện ngắn. Như những ngọn đồi nhỏ dễ chinh phục, tôi thích một truyện ngắn có tên True Trash, về những đứa con trai mới lớn nhìn trộm các cô phục vụ bàn. Biển Sagrasso rộng lớn, Jean Rice. Tựa như phần tiền đề của Jane Eyre về người đàn bà điên trên căn gác mái và chuyện bà ấy trở nên điên loạn như thế nào. Hầu như cả câu chuyện có bối cảnh ở biển Caribe. Nỗi thống khổ và cô đơn trong bối cảnh thiên đường là điều tôi có thể liên hệ với mình nhất. Cảm thấy khốn khổ ở cái nơi đẹp nhất trên thế giới này, điều gợi nhắc tôi về cái tuần cuối cùng ở Tây Ban Nha.